Chào cả nhà. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh ITP Club Channel cùng với lại anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại thị trường sau một phiên nghỉ lễ anh chị. Nghỉ ngày Dỗ Tổ Hùng Vương một ngày thứ năm hôm qua thôi. Hôm nay lại là phiên giao dịch cuối tuần. Vậy thì chúng ta cùng theo dõi xem là thị trường có diễn biến gì mới không anh chị nha. Anh chị theo dõi thấy âm thanh hình ảnh của anh em ok rồi thì anh chị có thể là tương tác cũng như là chia sẻ với anh em về góc nhìn cũng như là tài khoản của mình trong thời gian vừa qua để chúng ta lên kế hoạch trong những phiên giao dịch này anh chị nha. Đó, em chào anh Trương Dũng, chào anh Xuân Huynh ạ. Dạ vâng, em Huynh xin chào anh chị em quay trở lại với phiên live stream hàng ngày của anh em trên kênh ITP Club Channel ạ. Chào Hoàng Hảo nha, chào tất cả anh chị em đang xem live stream. Anh chị đừng quên thả một trái tim cho anh em cũng như là một nút đăng ký kênh nếu như anh chị là người mới tham gia xem buổi live stream trực tiếp trên kênh ITP Club Channel ạ. Okay. Không biết hôm nay có anh chị nhà đầu tư nào đi họp đại hội cổ đông của MBB không anh chị? À, anh chị nào đi họp cổ đông là đã thấy anh chị gửi trêu là được cái phong bì 500k anh chị. Đấy. Là một những cổ đông chân chính của ngân hàng MBB. Em nhá, đăng nhập vào lại. Rồi mở cửa thì phái sinh của chúng ta cũng vẫn tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Rồi. Cuối tuần vừa qua, không chỉ trong một ngày nghỉ vừa qua thôi, thì thực tế là các thị trường liên thị trường thế giới cũng có những diễn biến hồi phục nhẹ anh chị. Tuy nhiên thì sau đấy đều là giảm điểm tiếp. Cho nên phải nói là cái áp lực bán giai đoạn này nó rất là ghê gớm luôn anh chị nhá. Đấy, những cú hồi nhân đạo nhưng mà cũng không đến nỗi không thể nhân đạo thêm được. Phải nói là cổ phiếu hồi phục rất là ít trong cái phiên thứ tư vừa qua, chỉ có rất là số ít cổ phiếu hồi thôi, sau đó lại tiếp tục bị đạp. Hôm nay em kỳ vọng nó đạp một phát xuống luôn đi cho nó nhẹ đầu để có thể là một vùng cân bằng để tạo đáy để đi lên hồi phục sau đó, hơn là giả sử là nếu mà nó hồi phục sớm quá thì có thể là nó sẽ có một cú đạp thứ hai, nhưng để nó đạp một phát đạp mạnh luôn thì có thể là đợt hồi phục sau nó sẽ rõ ràng và nó sẽ không bị đạp thêm một cú đạp nào nữa. Hiện nay cái vùng cân bằng 115x cũng khá là gần rồi, thì cùng lắm cổ phiếu anh chị em mình mà đang nắm giữ mà chưa có ở đợt hồi phục thì em nghĩ là chắc chỉ độ khoảng hứng chịu thêm một cây sàn nữa là hết đát rồi, thì không biết là nhiều anh chị em mình liệu có chịu được đến lúc như vậy không, hay là chưa đặt cho một cái sàn nữa lại bắt đầu bán hàng ra thì cũng rất là đáng tiếc ạ. Thì để hôm nay mà anh chị nào bảo lỗ mà khuyến nghị bán thì chắc chắn là hôm nay em sẽ không đưa ra khuyến nghị mà bán cho những khoản lỗ khoảng 13 đến 15% của anh chị nữa.
Ok. À, chào anh Hoàng Văn Giang, chào anh Cao Bá Đinh. Anh mua Novaland lỗ 13-14% nên xử lý như thế nào nhờ anh em tư vấn. Theo em là anh chị đoạn này anh chị vẫn là canh các nhịp hồi phục nhân đạo để anh chị ra hàng thôi anh chị nhá. Hơn nữa thì cổ phiếu Novaland bây giờ nó cũng không phải là cổ phiếu mà có sức bật mạnh trong ngắn hạn bằng những cổ phiếu đầu cơ khác. Thế là khi mà Novaland này có các mốc giá này anh chị nhìn trong khung đồ thị nhỏ nha, chị thấy là 15.7 này, rồi 16.5 này, rồi 17. Đấy là những mức giá mà anh chị chia ra thành 3 mức để anh chị ra được hàng. Còn trong bối cảnh mà thị trường nó gãy như này thì đôi khi nhà đầu tư trả những cái mức giá là cao quá. Ví dụ nhất định phải là 18 tôi mới ra hàng thì cuối cùng nó không chạm tới giá 18 mà chỉ đâu đấy 17.6 hoặc là 17.5 là nó đã quay đầu rồi. Nên là với kế hoạch ra hàng của mình ấy, thì mình phải chia ra anh chị. Mình sẽ phải chia thành các cái mốc giá cũng như là khối lượng nó nhỏ nhỏ đi để có thể ra được hàng. Đấy, theo em là anh chị vẫn phải canh anh chị nhá, vẫn phải chia ra thì trong phiên nó có những cái pha hồi phục nhân đạo như thế nào thì chúng ta ra bớt thôi. Ví dụ từ đây lên tới đây thực ra với chỉ số thì được một chút đấy. Anh chị thấy là ngày 16 tháng 4 tức là ngày thứ ba là cũng có một pha hồi phục nhân đạo đây, cũng được 3 tiếng 4 tiếng đây thì nó cũng giảm bớt đi phần nào cái thiệt hại thôi. Chứ còn để mà lên được những giá mà đúng cạn ấy, thì nó không lên nổi anh chị. Thế là theo em là kế hoạch ra hàng thì vẫn cứ phải là hạ bớt đi, còn không là nó chưa dừng lại cái đà giảm ở đây đâu, do volume bán hiện tại bây giờ là vẫn chưa đủ lớn anh chị. À, volume bán như thế này thì nó sẽ có sự hồi phục thôi nhưng mà nó chưa kết thúc cái quá trình giảm anh chị nhá. Thế là anh chị cũng cẩn trọng với tài khoản của mình, không rồi đến pha ép bán thêm một chút nữa là bị bán ở cuối đấy đấy. Dạ, 10 điểm phái sinh 1201. Đây 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 anh chị. Đại hội cổ đông MB mỗi cổ đông được nhận 500.000 đồng. Dự kiến là có 1.600 cổ đông đi dự đại hội. Đây là mùa đại hội cổ đông rơi vào tháng cuối cuối tháng 4, đầu tháng 5 và đến mùa tăng vốn nó sẽ là tháng 6 anh chị. Đấy, cái này nó là quy trình ấy, ngay từ đầu năm dương lịch là nhà đầu tư cũng đã có thể dự kiến được rồi anh chị nhá. Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 1 đang có. PG Bank. PG Bank là mã mà bị giảm về lợi nhuận. Đâu đó là giảm 24% so với cùng kỳ. Và lợi nhuận sau thuế thì giảm 23%. Thế nhưng mà cuối phiên vừa qua thì cổ phiếu PG Bank này lại có một pha kéo giá anh chị. Đó. Rất là đặc biệt. Kéo từ giá 18.1 lên 18.6. Đây là một mức độ kéo cuối phiên lên mấy phần trăm đây? 2%. PG Bank. Tin xấu ra thì lại kéo. Ok, anh chị theo dõi tin tức thì để nắm bắt thôi nha. Đừng ra quyết định dựa vào những tin tức đó. Có anh chị nào hôm bữa mà theo vào cổ phiếu SHB, con trai Bảo Hiểm mua vào đúng không? Anh chị mua vào theo thì thực sự là nó cũng không hiệu quả. Hay thì mình hiểu một điều rằng là đâu đó thị trường nó sẽ theo cung cầu và theo số lượng nhà đầu tư muốn mua vào hơn, theo cái dòng tiền. Còn trong bối cảnh mà thị trường giảm, thị trường xấu thì ra nó cũng không có thoát khỏi mã cổ phiếu nào anh chị nhỉ. Không chỉ riêng SHB đâu. Nhưng mà đâu đó thì chúng ta thấy rằng SHB là có thông tin tốt ấy, thì nhà đầu tư tin vào cái thông tin tốt đó. Niềm tin quá lớn mà gặp bối cảnh thị trường xấu thì
Dù có tốt đến mấy chăng nữa cũng cổ phiếu cũng không thể nào mà chạy ngược một đường được. Chào anh chị Rachel, chào anh Nguyễn Đình Triển nha. À, mình chia sẻ cái livestream này đi. Anh chị đầu tư bây giờ đến Ok anh chị, trong quá trình theo dõi thì anh chị đừng quên là like ủng hộ anh em cũng như là thả thật nhiều những trái tim màu tím ấy chị nha. Thị trường ngày hôm nay thực ra thì để tím thì không tím nổi đâu, nhưng mà để mà có khả năng tăng giá thì em tin là vẫn có cơ hội anh chị. Những pha hồi phục nhân đạo nha. Đấy, chúng ta chia sẻ với nhau rất là rõ đây là hồi phục nhân đạo để cho nhà đầu tư ra hàng, chứ không phải là anh chị nhà đầu tư đi đầu đâu anh chị. Đi đầu rất là khổ đấy. Anh chị có thể thấy là chúng ta năm 2023 trong cái khoảng thời gian này của tháng 4 thì chúng ta cũng gặp áp lực điều chỉnh của thị trường cũng vào gần cái dịp nghỉ lễ này, và thị trường nó cũng tạo đáy vào khoảng 26 tháng 4. Thì liệu năm 2024 này thì khoảng thời gian đó thì thị trường nó có dấu hiệu tạo đáy hay không, thì cũng rất là trùng hợp khi gần sát thời gian nghỉ lễ này thì năm nào thị trường nó cũng có những cái cú điều chỉnh rất là khốc liệt. Nếu mà VN-Index mở cửa ra mà cổ phiếu chúng ta mà tiếp tục giảm 4-5% thì theo em là anh chị cứ cố gồng chứ đừng bán cấm bán tháo khi mà cổ phiếu nó không hồi ra. Nhưng chị mình chỉ canh bán khi nó hồi thôi, còn nó đã giảm 4-5% tiếp tục thì mình không nên bán ra nha anh chị. Em thấy là nhóm bất động sản rồi chứng khoán rồi tiếp tục bị đạp khá là mạnh trong phiên IPO đấy. Chỉ số giảm 8 điểm rồi, VN-Index giảm 8 điểm rồi. Đầu phiên thì anh chị đầu tư cũng phải chờ đợi thôi. Mà giá bây giờ giá ATO thì nó cũng là một cái mức mà không trong tầm kiểm soát của mình được. Những cổ phiếu mà còn le lói lên xanh hay là mạnh giai đoạn này, ví dụ như LPB chẳng hạn anh chị nhé. Anh chị đừng đu vào không ngờ là lại tiếp tục một pha đu đỉnh đấy. Như cổ phiếu CTS mấy phiên hôm trước, nhà đầu tư tưởng rằng đấy là cổ phiếu khỏe đu vào thêm thì cuối cùng là nó cũng quay ra giảm mạnh thôi chị nhỉ. Trời ơi, chứng khoán đầu phiên quá trời. Đầu phiên có vẻ như cũng khốc liệt anh chị nha, rất khốc liệt luôn. Ngay cái đáy cũ ngày hôm trước là nó phá luôn rồi, phá đáy ngày hôm đó luôn. Đáy của ngày hôm trước của chúng ta là 1193 thì ngay đầu phiên ATO đã phá luôn mốc 93 rồi nha. Theo em thì anh chị đầu tư nào mà thật sự muốn chờ đợi thì nó phải là cái con số ở ngay phía dưới này, có thể là 77, nhưng mà 77 thì đó là mốc mà 200 77 hay 72 từ. Một 176 anh chị nha. Đây có thể là mốc mà đầu tiên trong phiên buổi sáng ngày hôm nay có khả năng tạo ra những sự hồi phục và đều là nhân đạo hết anh chị nha.
thị trường bây giờ còn chưa bị áp lực conversion với áp lực bị bán chéo nhiều đâu. Đây là một vùng mà tích lũy cũng khá là đẹp rồi, nhưng mà khi tích lũy nó gãy xuống thì số lượng nhà đầu tư đu bám nhiều lắm anh chị. Chào anh Thanh Lê nha, chào anh Team Polaroid. Lỗ 13 14 thì khóc thôi. Tầm này thì nếu mà lỗ 13 14 là giảm tiếp thì đúng là chỉ biết khóc thôi. Không khóc được ạ. Khi nào mà khóc được thì chắc lúc đó là bán được hàng. Các em cho hướng xử lý hoa sen Novaland. Để xử lý bây giờ thì nếu thị trường mà không hồi thì rất khó để chúng ta có thể là có những cái xử lý đúng đắn. Còn bây giờ nó mới mở cửa phiên lại tiếp tục mở gap 3-4% nữa thì giá 422.8. Okay, chúng ta đang xem có thấy chưa thấy sự cân hồi phục trở lại được nhiều lắm anh chị. Chưa có cân được lắm luôn. Vẫn đang giảm khá là mạnh ở đầu phiên. Số lượng cổ phiếu đang có mức giảm từ 2% cho tới 6%. Cũng khá là nhiều ạ. Đúng không ạ? Lên thang bộ xuống thang máy anh chị. Lỗ 13-14% thì khóc thôi. Đoạn này anh chị nha, không riêng một cổ phiếu nào nó giảm 13-14% đâu, nó giảm toàn bộ thị trường nhá. Từ cổ phiếu tốt đến cổ phiếu xấu anh chị cứ tính là một cây sàn thôi đã là 7% rồi. Sau đó không có cổ phiếu nào hồi phục được thì có phải 7% cộng thêm 1-2 phiên nữa thôi là cũng ra 13-14% rồi, nên là cổ phiếu nào nó cũng trong trạng thái như vậy. Đấy, nó là trạng thái chung của toàn bộ thị trường. Các em chỉ xin hướng xử lý HSG và Novaland. Đấy, chị Nguyễn Thị Hạnh. Chị cầm những cổ phiếu này. Bây giờ anh chị đầu tư muốn ra được hàng, kế hoạch ra hàng ấy, là anh chị sẽ phải chia nhỏ lệnh ra để ra được những giá mà có khả năng tốt nhất trong phiên. Ví dụ như anh chị muốn bán cổ phiếu Novaland này ở giá 16 chẳng hạn, thì anh chị phải đặt từ giá 15.8, 15.9, 16, 16.1. Đấy là các mốc giá mà anh chị chia ra để bán. Còn nhà đầu tư nào mạnh dạn hơn và ngắn hạn ấy, không thể chịu đựng được cái pha mà nó ép thêm một nhịp nữa
Anh chị, chỗ này nó vẫn còn là hồi phục nhân đạo nha, nó sẽ ép bán thêm một lần nữa thì xuống còn đau khổ hơn đấy anh chị. CTS và CTG bao nhiêu để thoát được? Bây giờ chị đu giá trên cao. Thì bây giờ mức lỗ là cũng rơi vào 15% rồi anh chị. Đấy. Cổ phiếu CTS này vừa nói xong anh chị ạ. Tưởng rằng là khỏe nhưng mà cuối cùng là nó không kém phần ai đâu. Đu giá 40 ở trên này. Tiếc quá anh chị. À vậy là với mức lỗ 7% như này, theo em là chị nên xử lý sớm chị nha. Cổ phiếu này là nó chưa gãy thôi, nhưng mà sau đấy nó sẽ gãy bù đấy. Nên là việc của mình khi mà xa các vùng hỗ trợ như này thì tốt nhất là chị xử lý sớm đi nha. Cổ phiếu CTS khi mà còn trong biên độ xử lý được. Còn là CTG này thì sẽ làm chị có thể cân nhắc xử lý sau. Chị ha. Trước mắt là chị hãy xử lý cổ phiếu CTS đi trước. Các thị trường thế giới đều giảm mạnh, không có cú hồi nhân đạo nào xảy ra. À, trong phiên thì nó được tầm 20-30 phút anh chị, sau đấy là nó lại cắm đầu ở những khung giờ buổi chiều. Mà buổi chiều thì nhà đầu tư gần như là bán, lực bán xảy ra vào buổi chiều ấy rất là mạnh. Đặc biệt là về cuối phiên nữa, không kịp kéo lại. Em xin vài mã T cộng Onin. Cộng margin. Cảm ơn. Bây giờ thời điểm này chị nhiều tư nhìn vào bối cảnh thị trường nó đang đồng loạt gần như là rất nhiều cổ phiếu chiết khấu như thế này thì đâu có cần phải là quá lo lắng vào mã nào cổ phiếu nào đâu. Bây giờ quan trọng là thị trường nó chọn tạo đáy ở đâu thôi. Thì khi thị trường tạo đáy nhá, tất cả các cổ phiếu đều sẽ quay đầu trần phiên đầu tiên anh chị ha. Nhưng mà hiện tại thì chưa có diễn biến đó được đâu, thì mình trong quá trình giao dịch của mình lựa chọn cổ phiếu nào an toàn thì anh chị nhiều tư chọn nhóm ngành cơ bản như là chứng khoán, bất động sản, rồi là ngân hàng, thép. Đấy là những nhóm cơ bản và có dòng tiền trong thời gian trước. Nếu như anh chị muốn lựa chọn các cổ phiếu riêng biệt và cũng nhân cơ hội thị trường điều chỉnh như này ấy, thì có thể chờ các cổ phiếu mà đây anh chị, các cổ phiếu có dòng tiền riêng biệt, có lối đi riêng trong thị trường ấy, lâu lâu nó mới có pha giảm giá như này thì anh chị có thể vào, ví dụ như là cổ phiếu FRT này anh chị. Đấy, thì mỗi một lần mà thị trường có pha điều chỉnh là cơ hội để nhà đầu tư có thể tham gia những vùng giá 120, 125. Đấy, nó phải về những vùng giá đó thì là cơ hội mà một chuyến mới. Còn không thì cứ giao dịch các cổ phiếu mid cap bình thường trên thị trường ngày hôm nay, thì đến ngày hôm nay nữa thì tiếp tục là một lực ép bán với rất nhiều các cổ phiếu. Cho nên là anh chị sẽ ra được hàng anh chị ha. Anh chị sẽ có cái vị thế rất giống với các cổ phiếu đó. Cổ phiếu vừa phải thì vẫn giữ tiếp, giờ giá hàng mất nhiều quá. À, trong tăng được 25% anh chị thì nó cũng có thể giảm được 20% đấy. Nên là với mức giảm của thị trường thì nhà đầu tư cũng nhịp đầu thì có thể là vẫn không bán đâu, nhưng mà nó ép nhịp tiếp theo ấy, nó ép nhịp thứ ba ấy là bán anh chị nhá. Cái này anh chị cứ xác định tinh thần trước đi, nó còn ép một pha nữa, đây nó chỉ là những pha hồi nhân đạo thôi, còn nó chưa phải là đáy đâu anh chị. À, giảm 13 điểm 1179. Đấy cũ là phá luôn đấy chị nhá. MBB và CTG thoát được giá nào rồi những anh chị đầu tư mua các cổ phiếu ngân hàng, nhưng mà rất tiếc là ngân hàng giai đoạn này nó lại cho một cú lừa anh chị ha. Hãy tăng trần lên xong hôm sau giảm sàn luôn. Vậy là đó là một cú bull trap, một cú lừa toàn bộ thị trường. Và hôm nay thì đang họp đại hội cổ đông của MB đây, thì không biết anh có đi họp hay không? Anh có chờ đón thông tin gì từ đại hội cổ đông hay không? Những cổ phiếu này anh chị muốn ra hàng nha, là anh chị đừng trả giá quá. Em lấy ví dụ đối với CTG nhé. Thì nó có một cái biên như này. Đi trong một biên. Bây giờ là nó phá cái biên này, nó còn cắm xuống dưới này. Nên là việc trả giá chỗ này thì nó không
Không cần quá nhiều đâu anh chị, ví dụ lên được lại những vùng ten can này, bây giờ đầu 33, 33.2 cũng được, 33.3 cũng được. Đấy, trả giá nốt lên 34.3 là bán hết. Đấy là cách để có thể ra hàng thôi. Còn anh chị chờ nhất định phải 34.3 anh chị mới bán, thì cuối cùng là nó sẽ lựa chọn nếu nó giảm về 30 trước thì sao? À, rất là áp lực rồi. Thì kế hoạch ra hàng là mình vẫn phải làm theo kế hoạch của mình thôi anh chị. DIG lỗ 10%. Lỗ 10% đối với DIG. Mở gấp đao 1%, 1.2%. Ok, chúng ta xem đầu phiên đi chị nha. 9 giờ 15. Rất nhiều cổ phiếu đang có mức giảm 4, 6%, 2% tiếp này. APG sàn luôn, mã chứng khoán. Chúng ta đang thấy có một số cổ phiếu riêng biệt thôi anh chị. Ví dụ như LDG, QCG là giữ được sắc xanh này. Ông MCH này cũng đòi đi ngược thị trường. Đây ta. Đây, nhìn như này thì nhà đầu tư thấy rằng này nó gần như là không có thay cổ phiếu nào luôn. 1178 giảm 14 điểm ngay đầu phiên. Xem có tín hiệu gì về các chỉ báo phân kỳ không anh chị nha. Hôm nay liệu có hồi để lướt T không không các em? Nếu anh muốn lướt T không thì hôm nay cái con nào sàn anh lướt T không trong cái danh mục hàng của anh thì em với cái đà giảm như vậy thì nó có thể là kéo dài khoảng chắc nó phải ép, nó đã ép mở gap này rồi thì cổ phiếu chắc phải ít ra phải làm sàn, sau đó nó mới hồi lên, nó hồi được. Ép kiểu này là ép để chúng ta buộc phải bán rồi, buộc phải cắt lỗ rồi. Đa số thế, nhưng rất nhiều cổ phiếu giảm 4 đến 5% rồi.
Em đang muốn nó đạp thật sâu cho cổ phiếu làm sàn hết đi, khi đó nó không thể giảm được nữa, người nào bán là bán hết đi, thì khi đó thì thị trường mới có cơ hội hồi phục được. Còn nó cứ giảm lưng chừng 1-2% này thì nhà đầu tư có thể là vẫn đợi nó hồi phục để bán, thì có thể là nó sẽ không hồi phục, nó rất gần cái vùng 115x rồi. Đối với cái thị trường này nó đạp thêm một chục điểm là nữa cũng rất là dễ thôi, nó chỉ cần lôi nhóm banh ra đạp vài con là có thể giảm đến 20-30 điểm rồi, bây giờ nó là 20 điểm rồi, gần 20 điểm rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu em Hoàng Văn Giang à. Lần này thì cũng chỉ ngồi ngắm bảng điện thôi, chờ bắt đáy thôi. Quan trọng là phải còn tiền đấy chứ. Anh chị đầu tư nào chỉ cần để lại một chút cổ phiếu, cảm nhận được nỗi đau của những người ở lại đấy, anh chị mới thấy rằng là người ta cũng đang ở giai đoạn khá là khốc liệt rồi đấy. Tầm 15% nhiều cổ phiếu nha. Rồi Đạt Phương này anh chị về lại 43, về lại chân sóng luôn. Nhìn vậy chúng ta thấy mấy cổ phiếu dầu khí là bị đạp rất nhẹ nhé, PVS chỉ được đạp 0,5% thôi. Có thể cổ phiếu bất động sản bị đạp nhiều nhất này. Bất động sản đạp 3 phiên liên tiếp mà đều biên độ lớn thôi. Chị Trần Hà là mua đất xanh giá 19,4 xin tư vấn. Bây giờ thì nói chung là đa số cổ phiếu đều gãy, rất nhiều cổ phiếu gãy hết lên rồi. Thì mua giá 19,4 thì bây giờ nếu mà để tài khoản chị an toàn thì mình phải tiếp tục nắm giữ thôi, chứ không thể bán tống bán tháo khi cổ phiếu đã giảm từ cái vùng cao đến bây giờ là hơn 20% rồi. Thì cơ hội phục hồi của nó đang rất là gần gần đây thôi. Cổ phiếu giảm đỉnh 23% rồi. Theo quan điểm của em bây giờ là nó giảm vậy rồi là không nên bán nữa, mình đợi thôi. Khi mà mình không dùng margin rồi thì tỷ trọng tài khoản của mình thì bình thường thì không nên bán nữa anh chị. Long 1171 đi ạ. Long. Long bây giờ mới có 1196 về đến 1171 à. 20 điểm nữa. Nó giảm 120 điểm rồi. VN-Index thì từ đỉnh 1290 thì bây giờ là 1181 và giảm 110 mấy điểm rồi. Giờ đợi call margin chéo thôi. Nếu mà call margin thì hôm nay nó phải giảm sàn rồi, phiên ngày hôm sau thì có thể là mới bắt đầu, còn nếu theo đánh giá là phiên nay giảm tiếp thì chưa call margin được.
Giờ chỉ ngồi khấn thôi anh chị ạ. Bây giờ chỉ ngồi khấn cho thị trường phục hồi thôi. Mình đã thấy có một số dấu hiệu phục hồi của dầu khí rồi, một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp rồi đó. Thường thường thị trường là phục hồi là phải thật mạnh mẽ thì phải 30-40 điểm cơ, còn nó phục hồi lên xanh 1-2 điểm nó bị đẹp thì nó rất nguy hiểm. Nó phải phục hồi dứt khoát cơ, dòng tiền nó nhập cuộc, nó chấp nhận mua giá ùn ùn lên, nó đẩy giá thật là nhanh cơ, còn nó mua dữ dữ này thì mua vào rất dễ bị đạp nhỏ lẻ lên đóng bảng điện đi chơi 1 tuần để cho đội lái ở chim lợn. Bây giờ đóng đi chơi 1 tuần sợ nhiều anh chị em mình còn tiền đến đáy rồi, vậy không bắt đáy được, khi nó hồi phục lên thì lại bắt, thì em nghĩ là cũng rất nhiều anh chị em bị kẹt hàng, nhưng mà cũng không ít anh chị em mà đã thoát hàng được, hay là với tỷ trọng hàng nhỏ thì em nghĩ mình cũng lên canh cái thời điểm để mình vào lốt cái vị thế. Thì dĩ nhiên bây giờ thị trường giảm thì ai chả buồn, em thì cũng đang nắm giữ hàng đây, cũng không dám nhìn bảng điện luôn. Thì mình còn một tỷ trọng nhỏ nữa thì mình sẽ đợi thị trường nó tạo đáy rồi mình mua trung bình giá sau. Anh chị cứ xem like ủng hộ cho phiên like để xem là thị trường nó có một cuộc hồi nhân đạo hay không nha anh chị. Ok, chị thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay đang có một pha ép bán cực kỳ mạnh và các cổ phiếu cũng đã có sự hồi phục luân phiên rồi. Nhưng mà lại đang 2 ngày hôm nay nhỉ, mặc dù có cổ phiếu xanh nhưng mà nó lại xanh các cổ phiếu penny anh chị. Đấy, thế nên là rất là khoai nha. Một số cổ phiếu trụ ngày hôm nay được kéo lại thì như là Mansan này, thì trước đó Mansan bị đánh cho tơi tả rồi anh chị, hôm nay mới hồi được nha. Nên là không đáng là bao nhiêu cả. Hôm nay liệu có hồi để lướt T0 không các em? Nếu mà là T0 thì anh chị phải trả giá anh chị nha. Đấy, có giá giảm tầm từ trên 3% thì mới có khả năng T0 được. T0 thì em thấy là cũng dành cho những anh chị mà tài khoản của mình phải có tấm đệm lợi nhuận, với lại mình sẵn sàng cắt nha. Chứ không ngồi là đây chỉ là những cú hồi nhân đạo thôi anh chị. Nhưng mà càng lúc càng thêm hàng thì căng lắm. Mình mua đất xanh. Đất xanh thì nhân cơ hội thị trường xấu này thì canh vào cơ cấu đi anh chị nhá. Đất xanh nó vẫn là một những trong những mã nặng mông và khó chạy hơn trong dòng bất động sản anh chị. Nếu mà lựa chọn này, thì nên lựa chọn sang DIG hoặc là PRR hoặc TCH. Còn để mà nhẹ hơn nữa thì phải chọn Đạt Phương hoặc là những cổ phiếu tốt cơ bản như là Nam Long, NTL. Đấy, còn thay vào đó đất xanh sẽ là mã để mà lựa chọn ở cuối cùng của trong nhóm ngành bất động sản. Đây là trong cái thời điểm mà chúng ta đang được lựa chọn như này thì mình nên lựa chọn cái tốt nhất, cái mạnh nhất. Đất xanh thì nó sẽ không phải là mã mạnh nhất, được chưa? Thì tranh thủ cái thời điểm này để mình sẽ những cái cú hồi nhân đạo lên ra hàng đi anh chị nhá. Rồi chuyển qua cổ phiếu khác có cơ hội mang lại lợi nhuận tốt hơn. HHV giảm 3%. Đấy, những mã. Nói chung là thực ra thời gian vừa qua ấy, để mà nói là chê cổ phiếu thì cũng chê nhiều, nhưng mà để nói là có những cổ phiếu tăng được ấy, thì nó cũng có. Thế nhưng cuối cùng thị trường của chúng ta bull trap lên xong rồi gãy hết một loạt, nên là cổ phiếu nào nó cũng đi như nhau mà anh chị, cũng đi cũng dã man không kém phần ai đâu. Nên là câu chuyện đặt ra là ai cầm nhiều hàng, ai cầm ít hàng và tỷ trọng vốn của mình là bao nhiêu, với lại đã ra được nhiều hàng hay chưa. Chứ còn trong bối cảnh vừa rồi thì chỉ còn lại một tí 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 hàng cũng dỡ lỗ rất là nhiều anh chị, mất trên 10% rất là nhanh thôi. Côn nhanh đi làm ván mới, hiện tại là đây còn chưa rơi vào trạng thái là bị côn và for sale nhiều đâu anh chị nha. Thị trường thời điểm hiện tại là chưa bị như vậy đâu.
Nó khi nó ép thêm một nhịp nữa thì mới thấy cái khung giờ mà bị bán mạnh. Thông thường thì sẽ rơi vào tầm 10 rưỡi là sẽ bắt đầu có công ty bắt đầu call á. Có công ty thì call buổi sáng, có công ty thì call 10 rưỡi, có công ty thì 1 giờ chiều, có công ty thì lại đến sau 2 giờ. Đấy, thì bây giờ trên thị trường chúng ta có vài chục công ty chứng khoán, hơn 80 công ty chứng khoán đấy chị nha. Thì người ta sẽ lựa chọn khung giờ và theo cái quy hoạch của người ta thôi. Hồi nhân đạo lên được một tí rồi đây chị. Tức là bớt đỏ so với lại đầu phiên. Chỉ số lên được vùng 1180. Được mấy điểm? 6 điểm. Những cổ phiếu đầu của trend giảm ấy anh chị. Tức là trước đó nó đang tích lũy, nó mới giảm một hai phiên đấy anh chị. Đừng bắt vội nhé. Vì nó còn có trạng thái giảm bù ấy. Chứ không phải là đoạn này có mã nào khỏe đâu. T0 hôm nay thì theo em là đoạn này anh chị nhé, là không nên gì nữa rồi, bởi vì là có thể diễn tới những khung giờ mà bị call margin áp lực for sale nhiều hơn thì sẽ không kiểm soát được đâu anh chị nhé. Cái mình cần chờ đợi bây giờ ấy đó là thời điểm để bơm vốn và thời điểm tạo đáy của thị trường. Lúc đấy anh chị làm một phát mạnh luôn thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với lại việc mà trong cái quá trình xuống 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 như này, chưa ra hết chợ, chưa ra đến chợ đã hết tiền đúng không ạ? Đấy là trạng thái mà rất là lo ngại, có thể là ra được khỏi thị trường sớm rồi nha. Nhưng mà quay lại thị trường sớm là cũng chết nặng. Về mặt tích cực thì thị trường đạp nhanh giảm sâu mới đến vùng hỗ trợ. Còn hơn là cơ chân bàn mệt mỏi và mất thời gian hơn rất là nhiều. Đoạn này thì nó không cưa chân bàn nhưng mà nó níu giữ nhà đầu tư anh chị. Anh chị nhìn lại ở cái vùng VN Index của chúng ta trong thời gian đó là từ từ cái ngày huyền thoại ấy, đó là ngày 29 tháng 4, 4 năm mới có một lần anh chị. 29 tháng 2, bây giờ sắp tới 29 tháng 4 luôn rồi, tức là tròn 2 tháng. Gần 2 tháng mà níu giữ ở vùng trên cao vùng 1280, 1260 này. Trong cái biên độ đó thì lượng nhà đầu tư đu bám ở trên này nó cũng nhiều đấy anh chị. Đấy, hôm nay thì về tới những vùng 1276 này anh chị có quét qua nhưng mà đã có diễn biến rút chân trở lại. Thì 1276 con số đó nó là MA200 anh chị, là một trong những vùng mà có khả năng cân bằng ở trong trung và dài hạn, nên là ở đây thì sẽ có khả năng hồi phục. Theo em là hồi phục lên chỗ này sẽ là 1188 anh chị nhé. Con số 1188 hôm nay có thì đấy là cũng là tích cực để cho anh chị đầu tư nào mà có đang sử dụng margin mà không thể ra được hàng thì nhớ là vẫn phải kế hoạch ra hàng của mình cho anh chị nhé. May quá thoát gần hết hàng 2 hôm trước, giờ mua Hồ Chí Minh được không Hảo ơi? À, chị đã thoát được hàng 2 hôm trước là khá là thoát được những cú giảm mạnh này, thì để cái mua thì mình lên chờ những thị trường đạt về cái vùng mà sâu hơn. Nếu mà Hồ Chí Minh, chị hỏi Hồ Chí Minh thì nó đang ở lưng chừng, nếu để mạnh dạn mua thì Hồ Chí Minh phải loanh quanh giá 24 thì sẽ đẹp hơn. Quan trọng là thị trường nó chưa cho tín hiệu tạo đáy thì những cổ phiếu sẽ rất có cơ hội để đi ngược lại được thị trường. Ok. Nhật cũng giảm 3%.
kinh thật. Anh chị đang hỏi về mua giờ mua HCM ấy, thì một anh chị thì hỏi mua HCM, một anh chị phía dưới lại hỏi bán HCM. Thì bây giờ mình sẽ phải nhìn lại ở trên mặt đồ thị xem là những cổ phiếu này tăng giá hay chưa anh chị nhé. Đây, nhìn này. HCM bản chất là chưa tăng giá, à chưa chiết khấu về đúng những vùng hỗ trợ đến hết đâu. Ở đây mặc dù có khả năng hồi phục ấy, nhưng mà nó không đúng hỗ trợ và nó cũng không nằm trong một chiến lược nào hết. Thế là để mà mua đối với cổ phiếu này ấy, là anh chị đi bắt đáy dọc đường, bắt trong cái đà giảm xuống của cổ phiếu. Mua mới thì theo em là không không nên anh chị. Dù sao bây giờ mình cũng đang cầm tiền, mình đang có quyền trả giá mà. Anh chị nhìn nhìn ngắn thôi. Nhưng mà nếu HCM mà từ 25 này á, có thể nó sẽ hồi phục lên 26, nhưng mà khi giảm xuống đến 23 này là anh chị cũng lỗ 8% đấy. 8% chỗ này thì nó mới là cái điểm mà có thể cân nhắc đến việc mua an toàn hơn, đúng hỗ trợ hơn. Bây giờ nó đang gãy, đang thủng hết rồi, mình đang cầm tiền thì chờ hẳn cái đáy đi anh chị nhé. Với giá 28 thì anh chị sẽ chia ra để hạ khi mà cổ phiếu có những pha hồi phục lên đâu đó 26.5 anh chị. Nhưng mà em chia sẻ với anh chị rồi, đấy là đừng trả giá quá. 26.5 cũng được mà 26.4 cũng được, 26 cũng được. Đấy, chia thành 3 4 lệnh ra để có thể ra được hàng, ra được bớt yêu, rồi cuối cùng cứ kẹp một đống ở đấy. Kế hoạch ra hàng là phải ra được anh chị nhá. Hôm nay còn lo là côn mưa rơi phọc xeo anh chị, những khung giờ hoàng đạo ấy, 10 giờ 30, 1 giờ và 2 giờ, đó là những khung giờ mà nhiều công ty chứng khoán người ta sẽ thực hiện nghiệp vụ, đó là côn mưa rơi và phọc xeo. Đầu phiên ép như này là kéo nhân đạo buổi chiều anh em nhỉ, cũng không? Đấy anh chị cũng không có chắc nữa, nhưng mà về những vùng mà 200 ấy thì thông thường là chỉ số sẽ nhân đạo thôi anh chị. Đây anh chị nhé, mà lần nào cũng thế trong quá khứ này, kể cả tháng 8 năm ngoái khi thị trường của chúng ta giảm về MA200 lần đầu tiên thì hôm sau cũng có cây đỏ nhưng mà vẫn có pha hồi phục lên. Nhưng mà quan trọng là nó hồi phục lên nó vẫn còn ép thêm một pha nhồi đau tim nữa. Thì theo em là thị trường của chúng ta nó vẫn sẽ có pha hồi phục nhân đạo thôi, nhưng mà câu chuyện đấy là sau đó đây này, nó còn một pha nhồi tim nữa. Thì bây giờ để mà nói là chiết khấu và có thể là tại sao lại có thể giảm thêm thì nó sẽ có nhiều nguồn thông tin có thể đẩy ra lắm anh chị. Anh chị cứ hình dung ví dụ nha, ví dụ như là thị trường lại không được nâng hạng này, hoặc là báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của nhiều doanh nghiệp xấu này, hoặc là đấu thầu vàng nhưng mà giá vàng vẫn tăng này, hoặc là chiến tranh này, hoặc là vấn đề về việc tỷ giá tăng tiếp này. Đấy, rồi có rất nhiều câu chuyện, hoặc là ngân hàng nhà nước tăng lãi suất này. Đấy, quá nhiều những nhân tố người ta có thể đẩy ra trong giai đoạn sắp tới. Thì tin xấu ra càng nhiều, ra đến khi mà không thể xấu hơn được nữa thì mới có đáy cơ anh chị. Còn bây giờ tin xấu nó còn chưa ra đâu. Đấy, tức là khi nào giảm thêm một nhịp nữa anh chị mới thấy là có tin xấu.
Okay. Chỉ số của chúng ta đang có những sự rút chân hồi phục. Có một cây nến xanh khi mà về lại vùng 1176 anh chị nha. Cái con số mà có thể là nghỉ chân được một chút ở đây. Trong ngày hôm nay mà phùng phục lên được vượt luôn con số 1.200 nè, thì cơ hội nhà đầu tư ra được hàng giá tốt hơn sẽ tốt hơn nhiều đây anh chị. Mặc dù chỉ số bữa giờ là không giảm thêm nhiều nữa, nhưng mà số lượng cổ phiếu đi thêm 3-5% rất nhiều. Thế thì với diễn biến như này thì nhà đầu tư nào mà vẫn chưa bán được anh chị thì phải phải được, gần như là phải cố gắng chờ được cái hồi nhân đạo đó và chia hàng ra từng phần anh chị em. Vớ nhớ là ra hàng nhá, chứ không phải là xung phong đi đầu mua vào mạnh đâu anh chị. Cẩn thận nhá, xác định tinh thần kỹ đó là người ta vẫn đang cố gắng để ra được hàng đấy. Mà Đúng đúng rồi, là tại vì thị muốn trường nó chưa cho tín hiệu tạo đáy đâu, nó chỉ là những cái nhịp rung lắc rồi có thể là nó tiếp tục giảm. Và anh Cao Thuấn Tấn Gia có chia sẻ là nhỏ lẻ nên đóng bảng điện đi chơi một tuần để cho đội lái và chim lợn chiến đấu với nhau. Không, anh chị đó thả đấy. Thả đoạn sau khốc liệt lắm. Mà lúc đấy báo đài sẽ rất nhiều thông tin xấu thì anh chị đầu tư sẽ tự động đọc tin và sẽ tìm về thị trường thôi. Không quên được đâu anh chị. Chắc là phải quên đi tầm 3 tháng, 6 tháng ấy. Nhưng mà để xử lý được tài khoản giai đoạn này và có cơ hội đón được sóng kiếm lợi nhuận giai đoạn tới ấy, thì phải thoát được đã anh chị. Đấy, và phải có nhiều tiền, phải sẵn sàng nhiều tiền anh chị nhá. Rồi rồi rồi, cây nến xanh anh chị. Cây nến xanh khi mà chỉ số của chúng ta quét về MA200 mốc 1176. Đấy rồi. Mặc dù là ngay đầu phiên mở cửa còn quét xuống tận 1174 nhưng mà cũng đã có những sự hồi phục lên. Vậy là những con số mà trung bình của khung giờ dài hạn là vẫn có hiệu quả anh chị ha. Thị trường đang có những sự hồi phục đấy, anh chị canh xem tài khoản rồi
cổ phiếu của mình xem có những cổ phiếu nào nó hồi phục được rồi có thể dài bán ra khi nó hồi phục, chia lệnh ra bán để những cái điểm mà nó hồi phục. Thì cái đầu phiên nó giảm sốc như vậy thì em không có nghĩ bán, nhưng mà khi nó hồi xanh lên rồi thì mình cũng phải cân nhắc đến việc để cho tài khoản của mình an toàn, chờ đợi những cơ hội mới thôi. Xanh lên rất là nhanh anh chị nha. Nhóm thép đã bật tăng trở lại xanh đầu tiên. Cổ phiếu ngân hàng SHB, chứng khoán VCI, LDG nhỏ, QBS, mấy mã nhỏ. Rồi, cũng có cơ hội đấy anh chị ha. Cuối cùng thì cái mốc đó là... Rồi VNX lên rất là nhanh. 1176 phát huy tác dụng anh chị. Trong khung đồ thị H1 này thì còn phải chinh phục lại những vùng quanh 1200 thì mới bằng lại được đấy, những phiên mà thứ ba thứ tư anh chị em, thứ ba thứ tư nó vẫn còn neo được ở vùng 1200 ấy, cứ đến cuối phiên lại đạp vù phát 15 điểm đấy. Đây là diễn biến bị ép bán vào cuối phiên. Cho người chơi hy vọng một chút rồi thất vọng tiếp. À đúng rồi anh chị nhá. Đấy anh chị, đây nó đang là cú hồi nhân đạo ấy, cú hồi để nhà đầu tư còn đang nắm các cổ phiếu mà tỷ lệ margin cao có thể là chia các lệnh nhỏ ra để ra hàng bớt. Tại vì sao anh chị? Anh chị để ý về cái mốc đường màu tím tím này, bây giờ em tắt bớt đi để cho anh chị đầu tư nhìn cho nó rõ anh chị nhá. Đường rất là cơ bản đối với thị trường thôi, là nó đều có những phản ứng tại đó. Trong quá khứ lúc nào cũng vậy anh chị nhá. Đây. Trong một pha giảm gần nhất là tháng 8 năm ngoái khi thị trường chúng ta tạo một vùng đỉnh này, giảm về lần đầu tiên về hỗ trợ này, kiểu gì nó cũng có pha hồi phục trở lại. Hồi phục nhân đạo ở đây thì còn được một tuần, nhưng mà sau đấy, đấy là nó là một pha ép bán tiếp. Mà thị trường của chúng ta ở đây thì cũng phải cân nhắc rất là kỹ anh chị nha. Hồi phục ở đây là thông thường rồi, đấy, giảm từ đầu tháng tới ngày hôm nay, chỗ này cũng được anh chị nha. Hồi phục lên cho lên thêm chút nữa đi để cho nhà đầu tư còn giảm bớt cái phần nào thiệt hại anh chị. Sau đấy thì nó chưa kết thúc cái xu hướng giảm ở đây đâu, bởi vì volume bán còn chưa đạt kịch kim anh chị nha. Bao giờ anh chị thấy là cái ngày cây nến đỏ cuối cùng ấy, nó phải có thanh khoản cao lên rất là cao. Đây anh chị để ý nha, đây đoạn này vẫn là volume bán giảm dần. Làm gì có chuyện càng về đáy bán giảm dần được anh chị. Về đáy là sẽ bán mạnh thì mới có đáy. Và cuối cùng này, đây mới là thời điểm bán mạnh này. Thì đến khi nào mà bán mạnh thì chúng ta mới có đáy nha. Đây là những pha hồi phục nhân đạo anh chị. Anh chị xác định rõ tinh thần giúp em nha. Rồi lên 1187 luôn, chỉ số xanh luôn anh chị. Để xem các cổ phiếu này ra hàng như thế nào nha.
Ở đâu đó thì những con số trong khung đồ thị kỹ thuật nó cũng vẫn phát huy tác dụng anh chị ha. Đấy, cố gắng là về đến cái hỗ trợ 1176 là cũng có sự hồi phục đây. Mục tiêu hồi phục sẽ là vùng 1191 anh chị ạ. 1191. Đó là con số mà có khả năng chinh phục được trong buổi sáng ngày hôm nay. Con số 1191 anh chị có thể theo dõi ạ. Nhóm dầu khí đã bắt đầu xanh đều lên à. Đã for sale chưa? For sale thì nó sẽ có khung giờ anh chị. Đấy, sẽ có khung giờ của từng công ty chứng khoán riêng. Mỗi công ty 1 giờ. Và hiện tại như thị trường như thế này, với diễn biến lực bán như thế này và volume bán như thế này thì là chưa for sale nhiều đâu anh chị. Chưa hàng loạt, chưa bán chéo đâu ạ. Thép tím kiểu tranh thủ trung bình giá T0, hít oxy rồi lặn tiếp. Như đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan vậy anh chị ạ. Mã nào giảm mạnh hơn thì cái pha hồi phục của nó cũng sẽ mạnh hơn đấy chị. Vậy chị thấy là tại sao Mansan hai phiên hôm nay xanh được? Bởi vì nó đã giảm trước thị trường rồi và giảm về những cái mốc mà quá khó khăn, quá mệt mỏi với những nhà đầu tư ôm chẳng hạn. Nhưng mà thực ra với những cổ phiếu trụ đấy, tổng cái phần thiệt hại nó sẽ chỉ rơi vào 10% thôi. Còn những cổ phiếu mid cap khác anh chị, mặc dù giảm trong thời gian ngắn nhưng mà phần trăm giảm lại lớn hơn rất là nhiều. Thậm chí có thể đi 18-20% trong khung ngắn hạn luôn. Đấy thì tùy cái mã mà mọi người nắm giữ rồi. Ví dụ mọi người nắm giữ mã nào thì mọi người áp lực mã đấy. Rồi bây giờ phải nhìn vào bối cảnh chung của thị trường. Có không? Sáng nay chị nào mà định bán MWG thì chị nghe em là đừng bán nhá. Giá này chị mua vào thì còn ngon hơn đấy. Có lấp được gap không đây hay lại đi tiếp, dễ đi tiếp lắm. Không phải chị, lần đầu tiên nó về MA200 thì nó thường có pha hồi phục lại là trạng thái bình thường. Nhưng mà vấn đề là nó cho hồi phục nhân đạo lên được bao nhiêu rồi nó mới rũ tiếp ép tiếp một nhịp ấy. Năm nào cũng thế mà khi về đến MA200 lần đầu tiên, 200 ngày trung bình 200 ngày chạm lại lần đầu tiên đều có phản ứng hết ạ. Nhưng mà đừng xung phong, đừng đi đầu anh chị ha. Bởi vì bây giờ không biết được là cổ phiếu nào hay nhóm ngành nào đâu, trừ những anh chị nhà đầu tư nào có quá nhiều tiền.
Kênh mua được chưa em? À, thế em là tạm thời chưa mua được đâu anh. Anh chờ phiên nào nó bán mạnh, cái thanh khoản cái buổi sáng nó phải bằng 2 đến 2 phần 3 cái lên bán mạnh hôm ngày 15 tháng 4 ấy. Thì có thể là kênh mua dần được. Kiểu phiên bán cao trào ấy, thì có thể là cơ hội thị trường tạo đáy sẽ mạnh hơn. Còn hiện nay là kiểu như là trong phiên nó vẫn có những nhịp hồi, thì khi nhịp hồi lên là khá nhiều anh chị lại bán hàng ra rồi lại giảm rồi lại có thể là tiếp tục có những nhịp hồi phục, thì như vậy sẽ là không phải là những cái phiên mà điểm mua tốt để cho anh chị em mình, cho người chơi hy vọng một chút rồi lại thất vọng tiếp. À, sợ nó không không cho người chơi nhiều hy vọng để nó chỉ hồi phục lên gọi là rất là nhẹ nhàng thôi. Thì cái phiên hồi phục hôm nay thì chưa chắc đã có bằng cái phiên bán sớm vào ngày hôm trước. Kép tím kìa. Kép vẫn đỏ. Có một số mã thì đang tham chiếu. Thì sáng nó xanh nhẹ thì bây giờ nó cũng hạ nhiệt đi rồi. Thì khi là thị trường nó chỉ cần hồi phục lên một chút là chúng ta thấy là sẽ có áp lực bán ra luôn, thì để hồi phục lên mạnh thì tạm thời là khá là khó. Tranh thủ trung bình giá chết hay không, ít hơi oxy, có lấp được gap không đây? Lấp gap là về 1193 thì có vẻ là cũng hơi khó đấy. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì theo đánh giá là về 1193 là chưa đâu, với cái đà bán như này, bán mở mở gap phiên sáng rồi hồi phục có rất yếu ớt này, rồi chưa có cổ phiếu nào mà gọi là dẫn dắt đà hồi phục. Dịp này là cơ hội để tìm kiếm các cổ phiếu mà có thể tích sản đấy chị. Mỗi một pha mà thị trường giảm mạnh như này là cơ hội để anh chị mua được những cổ phiếu mà ngày xưa mong đợi, chờ đợi để mua được nha. Ví dụ như là dạng cổ phiếu P&G chẳng hạn đấy chị. Thì bây giờ nó về lại những vùng 80-85 thì cái vùng đấy lại là cơ hội thôi. Tầm 85-87 nhá. Hiện tại nó chưa về tới đâu, bây giờ vẫn đang 91 thôi. Nên là khi mà chúng ta nhìn vào trong bối cảnh thị trường, chúng ta thấy rằng vẫn nhiều cổ phiếu còn đang lơ lửng như thế này thì nhịp hồi phục nó là hồi nhân đạo đấy, xong rồi nó rũ tiếp một pha nữa thì cái pha đấy mới là đáy thật sự của thị trường chung và là cơ hội để mà mua nắm giữ dài tích sản hết năm luôn anh chị. Thị trường thì lúc nào cũng thế thôi, không giảm trước thì giảm sau. Đợt vừa rồi anh chị đầu tư thấy rằng khi nếu mà lên 1270, 1266 ấy nó giảm luôn đi thì cái khả năng là nó chỉ giảm ít thôi. Nhưng mà kéo dướn lên tận 1293 ấy, thì cuối cùng là nó giảm cho còn đau đớn hơn. Đấy. QCG vào có thể đu đỉnh, tránh ra anh chị. Anh chị cứ nhớ giúp em nha. Thị trường lâu lâu mới có nhịp mà nó san bằng tất cả như thế này thì mình đừng chọn việc khó anh chị, hãy chọn việc dễ nha. Đừng chọn việc khó. Bao nhiêu cổ phiếu cơ bản trên thị trường người ta ăn bằng lần. Đấy, người ta mua và nắm giữ theo thời gian tích sản được cơ bản tốt, có nhiều kỳ vọng. Thì bây giờ đang giảm giá này. Việc gì phải chọn là những cổ phiếu penny mà còn một ít hàng chủ doanh nghiệp người ta cố gắng kéo lên để có tiền ấy chị, chứ còn câu chuyện gì đâu.
Nhiều những cổ phiếu về lại nền giá luôn đấy chị. Ở bên sườn tăng thì đi mất 2 tháng, mà bên pha giảm này trong vòng đúng 2 tuần. 2 tháng tăng bằng 2 tuần giảm. Quá khốc liệt. VN-Index một lần nữa quay trở lại 1182. Vậy là hồi phục lên được gần 88 ha. Tám bảy chấm chín anh chị nhé, chứ không phải 88. Có những cổ phiếu đang ra ngoài band này chị. Áp lực bán lại quay trở lại chị nha. Cổ phiếu dầu khí PVS giữ được sắc xanh đây. Chủ như thế này là còn chưa rơi khỏi đáy so với lại những phiên trước. Ngày 16 tháng 4 này nhiều cổ phiếu midcap là phá cái đáy đó giảm thêm khoảng 4%, nhưng mà PVS là còn không giảm. Vậy thì với anh chị đầu tư nào mà đang cầm PVS, chỗ này cũng đang khá là mong manh đây. Thông thường là nó sẽ phá đấy, nó sẽ tìm về những vùng 36, 37 ở dưới này. Nhưng mà ngay thời điểm hiện tại thì lại có thể nó hồi phục lên trước. Đâu đấy là những vùng 40, 40.5. Bây giờ với kế hoạch mà muốn ra hàng thì khi mà chưa phá cái đáy này là cứ ra trước đi một nửa anh chị ha. Đấy, còn lại một nửa mà hồi phục lên được 41 này thì ra. Còn nếu mà nó phá đáy xuống dưới lại 37, 36 thì dùng cái tiền một nửa đấy mua lại. Đấy là một phương án anh chị. Anh Huỳnh Việt Anh hỏi là CTG bán hay giữ vùng này, cùng mua 34.6.
thì CTG những cái vùng này thì nó đã gãy lên rồi, thì rất có thể là cái điểm hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ hoàn toàn có thể là về là quanh vùng 30 đến 31. Thì việc anh mua ở 34.6 thì với mức lỗ không quá là lớn, cho là 34.6 7% và cũng mức để thời điểm này là không phải mức lớn, thì anh canh xem nó hồi phục được về cái vùng khách sạn hay là cái vùng hỗ trợ như là 33 thì mình có thể là ra hàng. Nếu mình muốn mua lại thì có thể là chờ mua ở những điểm mà cân bằng hơn như là 30 hay 31. Cũng có thể là cái MA200 của nó đang ở 29.4, thì nếu mà thị trường xấu thì hoàn toàn nó có thể áp lực bán về đến vùng này. Đất xanh CTS âm hơn 10% để đến cuối năm ổn 02D. Nếu anh chị mà có tầm nhìn dài hạn như vậy rồi áp lực tài chính của mình không bị quá nặng về những cái việc mà lãi lỗ trong ngắn hạn thì em hoàn toàn mình có thể tiếp tục nắm giữ được, và hoàn toàn nếu mình kỳ vọng dài thế có tiền thì mình có thể là bơm thêm vốn vào những cái thời điểm mà thị trường nó giảm sâu hơn, thì khi đó mình sẽ có những mức lãi lớn khi mà mình cầm được đến cuối năm. Thì khoảng theo cái view thì khoảng là bắt đầu từ đầu tuần sau hoặc là cuối tuần sau là sẽ có những cái nhịp mà bán cao trào, thì đó mình có thể là gia tăng vốn được. Bất động sản cũng tím rồi kìa. Vâng, có QCG tím, Quốc Cường, GMD đẹp quá. Vâng, đẹp thì dĩ nhiên là đẹp rồi, nhưng mà đối với những cổ phiếu mà giữ nền này thì có thể nó đẹp trong ngắn hạn, nhưng có thể là những nhịp sau mà thị trường nó không ổn định thì những cái cổ phiếu này có thể là những cổ phiếu mà giảm bù, nghĩa là có khi là giảm mạnh hơn những cổ phiếu mà đang giảm hiện tại. Em nó cũng từng gặp được rất nhiều trường hợp như vậy rồi, kiểu nó đi lên trong những cái giai đoạn mà thị trường xấu thì nhiều người cứ nghĩ nó là cổ phiếu đẹp mà đổ tiền ra mua vào, thì khi thị trường nó hồi phục lại thì những cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu mà sẽ chỉnh mạnh lên để view mua thì chắc chắn là không mua được rồi. Còn nắm giữ thì mình sẽ căn điểm mà nếu mà nó mất đi những cái vùng hỗ trợ như là mất đi vùng 79 này thì mình có thể ra, hoặc là có thể ra vùng hiện tại 1/2 trước đi, không khi nó giảm về những cái vùng thấp hơn thì khi đó mình lại không dám ra thì khi là muộn. Múc đi Đạt Phương chiều tím nhé. DPG DPG thì cũng nó đang giảm về những cái vùng mà hỗ trợ 42.88 rồi, thì ở những cái vùng này thì có thể là nó chỉ có những nhịp hồi thôi, còn để hồi phục quay lại cái mức giá cao hơn là rất là khó. Các mã ngân hàng về hỗ trợ chưa em? Các mã ngân hàng như MBB, VIB và ACB lỗ khoảng 4 đến 5%, có lên bán hay gồng luôn. MBB MBB thì nó đang ở cái vùng mà nó có nguy cơ là mất cái nền này, thì cái vùng rất có khả năng là sẽ rơi về cái vùng sâu hơn là khoảng từ 21 đến 22. Thì hoàn toàn đối với thị trường này thì cổ phiếu này sẽ rất khó để giữ được những cái vùng như hiện tại. Thì ở những cái hoặc là nó con này thì nó đang có hỗ trợ MA200 là vợ dài hạn là vùng 20. Thì để bây giờ mình lỗ đến 4 đến 5% thì nếu mà tỷ trọng của mình vừa phải thì mình có thể là cân nhắc về những cái vùng thấp hơn mình trung bình giá, còn tỷ trọng mình quá cao thì em nghĩ là những cái đợt mà nó cho hồi phục lên giảm lỗ nhẹ thì em nghĩ là mình cũng lên canh bán bớt đi. VIB VIB thì vùng hỗ trợ nó ở dưới cơ, là từ 19.5 đến 20.3, thì đây giờ đang ở cái vùng nền 21.1 này.
mình cứ cân nhắc về tỷ trọng tài khoản của mình thôi, còn những cái nhịp rơi của nhóm banh là vẫn vẫn có xác suất là vẫn có thể là giảm về những vùng cân bằng hỗ trợ hơn. Thế đối với VIB anh chị, ACB, ACB thì cái vùng cân bằng của nó bây giờ nó đang chuẩn bị mất cái nền này rồi, thì hoàn toàn nó có thể về lại những cái vùng mà 24 đến 25. Lại kiểm tra vùng 1176 tiếp rồi. Bây giờ lại bắt đầu quay đầu giảm 1178 rồi. Đây, bây giờ là khung 10 giờ 10 phút đi chị, là sắp tới trước 10 giờ vừa. Có nhiều khung giờ lắm, mỗi công ty chứng khoán thì ta chọn một giờ này. Có công ty thì 10 giờ, công ty 10 giờ 30, 11 giờ cũng có công ty gọi. Thì này thì các công ty nhiều khung giờ hết, gần như là tất cả các khung giờ. Nhưng anh chị thấy đâu đấy là lực bán nó chưa trào ra đâu, nó chưa trào ra thì nó không có đáy được anh chị. Thế nên là nhà đầu tư nào mà có tiền ấy thì đang có một cái quyền trả giá như vậy, anh chị cần phải gì phải vội đúng không? Anh chị có tiền, có một cái vị thế nó rất là tự tin trong thị trường trong bối cảnh hiện tại. Theo em là hãy buộc cái dây nịt vào cái số tiền còn lại đấy, chờ thêm một tí đi anh chị nha. Còn với lượng hàng mà người ta đang kẹp ấy thì chúng ta đang cố gắng để có thể xử lý cái lượng hàng đó thôi. Đừng máu múc ở chỗ này anh chị nha. Không rồi, anh chia sẻ với anh chị rồi, tiên phong đi đầu với lại chưa ra đến chợ là hết tiền đấy. Thì chỉ có cố vớt vát lại để giảm bớt đi phần nào thiệt hại thôi anh chị ha. Chín lần nữa. IDU, CTS, LBB do đi ngược thị trường giờ khóc tìm mán rồi. Đúng rồi anh chị, đây là một kinh nghiệm xương máu nha. Nên là đừng 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 vỗ ngực tự hào anh chị, nó không có con nào chống lại được thị trường đâu. Chỉ có câu chuyện đấy là giảm trước hay giảm sau thôi, như là đến khi mà thị trường đã gãy chen rồi thì ấy, lo thân mình lo cầm dép mà chạy anh chị nha, còn không phải tiếc nuối cái gì hết đúng không ạ? Đừng đừng đu vào những cổ phiếu nó có cái tín hiệu đấy là giảm sau của thị trường. Bây giờ cái điều mà anh chị cần quan tâm ấy là cổ phiếu nào tạo đáy trước thị trường, đấy sẽ là cổ phiếu mạnh. Thì hiện tại là mình đang chưa thấy dấu hiệu của cổ phiếu tạo đáy trước thị trường, vậy là thị trường của chúng ta chưa có đáy. Đây chỉ là những pha hồi phục nhân đạo thôi, rất là rõ ràng anh chị ha. Bạn nào full cash giờ cười tết cả miệng ra đây. Đừng quay trở lại thị trường quá sớm nha, chỉ không một hai phiên là nó cũng quét 5-7% là chuyện bình thường đấy, không phải đơn giản đâu. Thậm chí là nhà đầu tư nhá, rất nhiều nhà đầu tư ra được sớm ấy chị, từ khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 là người ta đã ra hàng rồi. Nhưng mà sự níu kéo của thị trường và sự bùng nổ của cổ phiếu ngân hàng vào phiên bull trap đó vẫn lôi nhà đầu tư lại và có thể là bị dính một lượng hàng nhỏ đấy. Thế thì cũng không phải là full hoàn toàn đâu anh chị ha. Biển đang giông bão mà cất tàu đi đánh cá thì toi. Hợp lý anh chị. Ngư dân đúng không? Có những cái dự báo ấy, khi mà thấy thị trường đang giông bão thì mình có thể là chờ đợi cho nó hết giông bão rồi mình đi. Anh chị cứ hình dung là không kiếm tiền tháng này thì kiếm tiền tháng khác, nhưng mà quan trọng là phải có tiền cơ. Thì theo em là anh chị đầu tư cứ thu tiền anh chị. Nó còn một pha ép bán nữa đấy. Cái pha ép bán phía sau ấy, thì volume bán nó không phải là nhỏ nhỏ như thế này đâu. Bây giờ em lấy ví dụ cho anh chị đầu tư 1179 rồi. Đấy, thanh khoản ngày hôm nay như này là không đạt anh chị. Không phải là ép bán được, ép không thành công. Đầu phiên sáng mở gap giảm như thế mà vẫn còn không thành công để ép bán. Thì bây giờ đấy, có những hồi phục nhân đạo lên còn chưa lấp lại được cái gap cuối phiên ngày hôm trước. Đó là vùng 1192, 1194 nữa. Trời ơi, khổ ghê anh chị ha. Anh chị nào cầm nhiều hàng thì đoạn này thật sự là mất ăn mất ngủ chứ không hề đơn giản như vậy. Trong các khung đồ thị của chúng ta thì ở khung 15 phút hỗ trợ chỗ dưới dưới cùng nha. Nếu mà phá đi cái đáy 1173 sáng nay
thì vẫn là 1173 thôi, trước mắt là thế. Đấy. Vẫn là đáy 1173 đã. Tốt nhất là không nên phá. Dòng tiền đầu cơ thì lực cầu không thấy có dấu hiệu quay trở lại. Nhìn trong những khung đồ thị nhỏ hơn thì anh chị thấy rằng là cái dòng tiền màu đỏ ấy, dòng tiền đầu cơ trong các khung đồ thị nhỏ, lực cầu nó không quay lại. Thì khung nhỏ còn chưa quay lại thì khung lớn chắc chắn là không có luôn. Rồi rồi rồi. Tại đó mười mấy điểm. Để nhìn ông Novaland này oải quá anh chị ha. Tăng thì chả tăng được bao nhiêu, đến lúc giảm thì còn giảm hơn cả người ta. Nên đây là những dấu hiệu của các cổ phiếu mà không nên ưu tiên trong khi mà anh chị quay trở lại Bắc nhé. Có tiền đấy, bây giờ em đang phân tích cho những anh chị mà thực ra em biết là anh chị đầu tư có rất nhiều tiền, không phải là người ta all in ở chứng khoán gì đâu. Thì nếu mà vào thêm ấy, cơ hội thêm mới ấy, thì phải có tư duy chọn cổ phiếu chuẩn, phải chọn cổ phiếu khỏe, đừng chọn những cổ phiếu yếu quá ấy, chị nha. Chỗ VDS nó cũng cắm đầu chứng khoán. Các cháu cho câu hỏi hướng xử lý của GAC giá 22.7, STB giá 29.7. Ok. Với giá vốn này thì bây giờ mức lỗ của mình đã trên 15% rồi cô ha. Thì mình vẫn phải tư duy trong đầu đó là giao dịch ngắn hạn thì mình phải ra hàng. Và ra hàng ở vùng giá nào thì ngay thời điểm hiện tại này nó lại chưa có. Bởi vì thị trường nó chưa hồi phục nhân đạo lên nên là các cổ phiếu này bây giờ bán chỗ này thì nó đều là khá là thiệt hại anh chị. Thì nó lại qua những cái mốc quản trị rồi. Thành ra là theo cháu là cô đã cầm đến âm 15, âm 18% này rồi thì cô phải cắn răng thêm 2-3% nữa thôi. Thì nó sẽ có khả năng trả lại cho cô được khoảng 5% hồi phục lên lại khoảng 5%. Thì giá đó là giá mà ra bớt thiệt hại hơn nhiều đấy. Chưa thấy cổ phiếu nào mà nó gọi là khác khẩm hơn tí anh chị ha. Còn nhóm dầu khí này là đang có diễn biến được, giữ được màu xanh. BBC. Trời ơi, cổ phiếu LIS này anh chị giảm 7,8%. Đây là đừng có, không có cổ phiếu nào mạnh hết. VGS nó cũng giảm luôn 4% rồi chị em. Chưa về tới hỗ trợ đâu. Ông MCH này hay thiệt. Đừng đu vào MCH chỗ này anh chị nhá. Đu chỗ này là lại có cơ hội là đu đỉnh lần nữa đấy. Thì đừng có đu ở đây nhé. Gặp lại đỉnh cũ cộng với lại là trong bối cảnh thị trường này đòi đi ngược thì đi ngược rồi đấy. Đi ngược được 3 4 phiên này rồi. Nhưng mà đây sẽ không phải là điểm mua đẹp nữa. Bây giờ anh chị nhắm những cổ phiếu cơ bản này, khi nào nó tạo đáy cái chị múc một phát là khả năng có ăn rất là cao. Không riêng biệt cổ phiếu nào, bây giờ nó giảm nó đồng đều như thế này rồi thì mấy nữa tạo đáy anh chị cứ thử xem có phải là cổ phiếu nào nó cũng quay đầu nó làm một phiên đầu tiên tăng trần không. Thế thị trường phải có đáy đã, thị trường chưa có đáy cho nên là không có cổ phiếu nào mà mình cần phải quá lo lắng. Còn ít hàng mà cũng sốt ruột ghê. Đúng rồi anh. Trong khi người cầm cổ đang cố gắng tăng hồi để bán thì làm sao người cầm tiền lại phải xoắn à? Thì đối với mỗi chị em mình ở vị thế cầm tiền hay cầm hàng thì mình đều có phải có những chiến thuật riêng. Thì anh chị cầm tiền thì có thể là anh chị đang canh những thời điểm phù hợp để vào, thì còn những người cầm hàng thì có thể là đang canh nhịp hồi để tránh đi thua lỗ rồi quay lại thị trường khi thị trường nó ổn định hơn. Thì mỗi người được có một phương pháp riêng. Thì hiện nay thì chung là những anh chị nào cầm cổ thì đang bị kẹp thì cũng rất là mong muốn thị trường hồi lên để giảm bớt những khoản lỗ.
VGI đang lãi 5%, có lên thoát không? Bây giờ anh chị mà lãi được cổ phiếu này thì em là lên thoát đấy. Hoàn toàn có thể lên thoát được vùng này. Bởi vì cái trạng thái này thì cổ phiếu nó có tăng cũng không thể tăng được trong cái thị trường nó như vậy. Mà đó cổ phiếu này cũng tăng một cái đà khá là mạnh từ cái vùng lên đi lên, nó cũng tăng được gần x2 rồi. Thì việc bây giờ anh chị mình có 5% thì cũng không phải là một mức lợi nhuận mình có thể là ôm dài được. Bởi vì con này nó chỉ cần rung lắc một phiên thì có thể là anh chị em mình có thể sàn upcom này. Biên độ là 15% là mình có thể là lỗ ngược. Thì theo em là mình lên thoát hàng. Mới có một tuần mà bà con dứt áo ra đi, quay lưng lại với chứng khoán rồi. Chứng khoán Việt Nam đến mùa quýt lên hạn. Chờ cô margin thôi, phun xong giải ngân từ từ. Novaland lỗ 19.6, thôi gồng chứ làm gì. Novaland thực ra nếu mình gồng thì gồng, nhưng mà nếu mình gồng được đến lúc nó hồi phục thì mình cũng nên là cơ cấu chuyển sang những cái cổ phiếu khác, còn bán bây giờ cũng là quá là sai rồi, khi là những cổ phiếu đã cho mình đã gồng được đến tầm 19-20% rồi, thì những cái cây lớn hồi 4-5% là mình cũng xem là lên cơ cấu và tách hàng ra thôi. Cổ phiếu này là gãy hết trend rồi, gãy phá hết nền rất là lâu rồi. Khung giờ nhỏ có khách sạn không em? VN Index khung giờ ở khách sạn đấy, nhưng mà theo em vùng này thì trước mắt thì nó sẽ rất khó thể hút về được khi thị trường đã có những đà giảm như vậy. Thì khách sạn nó cũng cho chúng ta ở cái vùng 1.226 đấy, nhưng mà theo em để phục hồi lên vùng này trong giai đoạn này thì khá là khó. Trước tiên là khung 15 phút nó cần phải chinh phục được cái vùng 1.193 trước đã, thì khi đó mình mới nghĩ đến những cái khung mà lớn hơn. Khi những khung nhỏ mà nó chưa chinh phục, mà chưa vượt qua được thì những khung giờ rất khó để đi lên được. Nhờ chị cho điểm mua dài hạn FPT MWG. Nếu mà điểm mua dài hạn đối FPT thì phải có giá này loanh quanh vùng 100. Khi đó là sẽ rất là phù hợp đối với anh chị em mình mà mua đối với mức giá dài hạn. Còn MWG dài hạn thì nó phải quanh vùng 46. Thì theo em là nếu mà cái vùng này mà MWG vẫn giữ được thì mình có thể là mua từ 46 đến 47. Nhưng mà mình không không nên mua trong những cái phiên mà như hôm nay nhá. Hôm nay là đang 48 này. Đạt một cái sàn nữa thì 7% là về vùng 45. MA200 của nó đang là vùng 47. Thì cái điểm mua dài hạn là cái MA200 cũng rất sát cái nền giá tích lũy của nó là 46 đến 47 á. Thì để mình mua dài hạn thì ok, mình mua nắm giữ trong 6 đến 7 tháng hay là 1 năm gì đó thì hoàn toàn là những con cổ phiếu như là blue chip này thì nó sẽ có khả năng hồi phục khi thị trường nó quay trở lại. Cho mình xin nhận định điểm bán SSI HSV đang chờ hồi để bán. SSI hôm nay là có thể là chỉ có thể hồi phục được về cao thì có thể là 34.5. Bây giờ đang là 34 rồi thì mình có thể là từ 34.5 thì mình có thể canh giải ra bán dần. Còn HHV, HHV rơi khiếp thật nhỉ. HHV
Anh chị nhìn là thị trường VN-Index có khi là sẽ giống HHV này, nó rơi liên tiếp vào những cây nến đỏ dài từ vùng đỉnh, nó mất 22% rồi. Thì HHV bây giờ bán thì có vẻ nghe là cũng rất là không hợp lý lắm, nhưng mà để trong phiên ngày hôm nay hồi phục thì cái vùng quanh 13 thì nó chỉ có thể là hồi phục về vùng quanh 13 thôi. Ui, HHV 21,8%. Trời ơi, khổ thân nhà đầu tư nào bở. Cầm con này anh chị ơi, 21% và trong thời gian rất là ngắn luôn nha. Làm cho mấy cây như gậy như ý này. Ra thì nếu mà nói về trạng thái hồi phục nha, là cổ phiếu nó sẽ có, nó khi nó bị mất cân bằng quá rồi anh chị, đương nhiên là cổ phiếu sẽ có cơ hội hồi phục lên. Tuy nhiên xét về mức độ hồi phục thì em thấy một điều là nó lại cũng không mạnh bằng các cổ phiếu khác ngay thời điểm hiện tại này. Nó đang ra ngoài của Ben rồi anh chị, ra ngoài của Ben rồi, thì chỗ này là tương ứng với 13,1 đấy, như giá anh Xuân Huynh vừa chia sẻ với anh chị vùng đấy nhá. Anh chị phải giảm bớt bớt được hàng đi, nó cũng bắt đầu tách kiếm ra mức độ giảm chậm hơn rồi đây, nhưng mà cũng khiếp khổ anh chị nhỉ. Trong khung tuần nó còn có khả năng về tận 11,7 nữa cơ. Thế nên là nếu như thị trường của chúng ta có một pha hồi nhân đạo lên thì cố gắng là ra hàng đi anh chị. Nếu không là nó còn thêm một pha ép bán nữa về đúng chân sóng khung tuần luôn. Giai đoạn này tăng được bao nhiêu là nó về hồi quy về tận bấy nhiêu đấy anh chị. Đấy. Anh Huy Hoàng Đặng nha, chốt lời đi anh. Anh cầm tiền anh chuẩn bị anh đánh cái cổ phiếu là VGI này, cũng là thuộc dạng cổ phiếu mà sống sót trong cái bối cảnh thị trường này rồi, nó không được xếp vào cổ phiếu khỏe nữa đâu, theo em là như thế. Rồi thì nó cũng giảm bù đấy thôi, nên là nhịp vừa rồi an toàn sống sót được nhờ những cổ phiếu này thì anh chị nên trân trọng nhé. Đấy là một lời khuyên. Còn nếu như mà có rơi vào trạng thái đó là mất hàng ấy, thì sau này anh chị cũng có cơ hội đó là cover sang nhiều cổ phiếu khác, rất nhiều cơ hội khác luôn, đúng không ạ? Thì anh chị cân nhắc nha. Đấy là em cũng vừa chia sẻ, nếu như bản thân em mà đang cầm thì em cũng sẽ hành động như thế. Anh chị nào mà giờ có một cái mức chấp nhận rủi ro cao hơn thì đặt cái lệnh điều kiện hòa vốn vào. Điểm bán với SSI và HSV. Đấy, anh chị HSV vừa chia sẻ xong nha, còn chứng khoán SSI thì cho thị trường nó hồi phục ngày nào thì anh chị ra hàng ngày đấy. Ngân hàng bán USD ra nhóm nào hưởng lợi vậy Hảo ơi? Trong các nhóm bây giờ ngân hàng bán USD ra tức là tăng nguồn cung USD chị, thì với kỳ vọng đó là tỷ giá sẽ hạ nhiệt đi. Để nói về nhóm nào hưởng lợi thì đó là cả thị trường chứng khoán của chúng ta hưởng lợi, khối ngoại người ta cũng sẽ bớt đi áp lực bán ròng và tâm lý của thị trường chung cũng là được hạ nhiệt đi. Còn nhóm hưởng lợi sẽ là những nhóm mà hiện tại người ta đang sử dụng đô để đi nhập khẩu đấy anh chị, thì tỷ giá hạ đi thì người ta sẽ được hưởng lợi thôi. Ví dụ một số cổ phiếu thép ấy là nó có khả năng được hưởng lợi. Hân hoan chào đón những đợt cold margin diện rộng. Anh kia chị Bùi Nhân này có vẻ rất là tự tin đối với thị trường ha. Thôi đừng hân hoan anh chị, lúc đấy là phải sẵn sàng tinh thần đấy, bởi vì bản thân mình mà xuống tiền ở những thời điểm wash out và cold margin nó cũng không dễ dàng ra quyết định đâu. Thật sự là như thế nhá. Thì mình bây giờ mình phải sẵn sàng trước thôi. Đến lúc đấy nhìn nó cũng khốc liệt lắm. Phải giảm một quả sàn nữa mới hy vọng đấy. Rồi, theo em thì trước mắt là nó sẽ nhử lên một tí đã, tức là nó sẽ hồi phục lên đã. Sau đó thì nó mới cắm một pha nữa, thì cái pha cắm phía sau mới là pha mà những nhà đầu tư gọi là kỳ vọng kiên nhẫn cuối cùng, bám trụ cuối cùng ở tàu, tưởng rằng là mình sẽ gồng lỗ được, tưởng rằng mình là nhà đầu tư trung hạn cũng rời bỏ nốt tàu, thì lúc đấy là rụng hết đấy. Đấy sẽ là pha cuối cùng. Israel múc Iran rồi anh em, căng thẳng anh chị ạ. Anh chị vừa bữa giờ anh chị còn xem cả những thông tin về thiên tai đấy, Dubai giàu như thế mà, và nhìn đến lúc thiên tai lũ lụt thì cũng rất là dã man.
những cái hiện tượng thiên nga đen như vậy thì thực ra chúng ta đầu tư chúng ta phải chấp nhận thôi và không thể kiểm soát được những cái điều đó chị ạ. Âm thanh hơi nhỏ. À, ok. Anh Xuân Minh chia sẻ về cổ phiếu chứng khoán VX cho anh chị Green này giúp em nhá. Em check lại âm thanh xíu. Rồi, ok chị. Chả hiểu sao ta. Ôi, mình nói từ vừa nãy không có tiếng luôn nhỉ. Nói chắc mất. À, xin lỗi anh chị em, vừa nãy em nói nhưng mà không có tiếng. Anh chị em thấy là cái đợt sụt giảm của thị trường sau khi nó giảm về vùng 1177 thì nó đã có những dấu hiệu mà rút chân lên, bây giờ đang là 1182 thì kèm theo đó cũng có khá nhiều cổ phiếu đang có tín hiệu tích cực hồi phục lên cùng thị trường. Thì cái vùng mà kỳ vọng nó có thể là khách sạn cung 15 phút nó đang mở ra ở vùng 1193 đấy, thì không biết nó có chinh phục được không. Thì trong cái đà hồi phục đi lên thì những cổ phiếu của anh chị nào mà đang có mức lãi mà mình có thể là mức mức lỗ mình có thể là chấp nhận mà cắt khi hồi phục lên, thì mình cũng mạnh dạn mà cơ cấu đợi những cái phiên bán tháo thị trường thì khi đó mình có thể là quay lại sau. Còn đối với cổ phiếu VX của anh chị là vừa hỏi là có mua được không, thì theo em cái vùng này là cái vùng điểm mua đấy, 16.63 M200, nhưng mà cái thời điểm mua thì theo em đánh giá là chưa phù hợp. Đúng là nó có điểm mua đấy, nhưng mà mình đợi xem là 1-2 phiên nữa mà cổ phiếu này có giữ được cái vùng này không, thì khi đó thì mình có thể là cân nhắc mua sau, có thể đúng cổ phiếu nhưng mà chưa đúng thời điểm để mình có thể là vào hàng lại được. PNG thì anh Vũ Mạnh Linh là hỏi là có thể làm còn mới được không. Thì theo em đối với cổ phiếu này thì nó có giá khoảng 87, hoặc là nếu mà thị trường nó điều chỉnh sâu hơn thì có thể là hoàn toàn nó có về những cái vùng M200 như là 83, thì khi đó mình có thể cân nhắc quay trở lại với những cổ phiếu như PNG này. Thì khi đó là những nó có những cái mức chiết khấu hợp lý hơn là từ 15 đến 18%. TTG có mua mới được không? TG thì
vùng hỗ trợ nó để mua mới thì nó phải có giá dưới 30, 29, 30 thì khi đó sẽ là điểm mua hợp lý đối với CTG. Còn hiện nay đã phá đến vùng nền này mà chưa có cho một ở mức chiết khấu gọi là hợp lý. Ngân hàng nó đang con này chiết khấu 10% thì với đà giảm này nó phải chiết khấu tầm 15%. Mình có quyền là trả giá cho những cái đợt mà khi thị trường đã quay đầu điều chỉnh khá là mạnh hơn 100 điểm rồi. Còn thở, còn gỡ, còn xuống, còn vào tiền mỗi ngày vào một ít. Đối với những anh chị em mình có khá nhiều tiền như vậy thì đó cũng là một cách đánh anh chị giải ra mua dần khi chiều cổ phiếu đi xuống. Thì cũng có rất nhiều anh chị em mình mà không có vốn lớn như vậy mà chỉ có thể là ra vào 1 đến 2 nhịp thôi, thì việc gồng những cái khoản lỗ lớn như vậy là rất là khó. Hết côn rồi lại lên thôi. Thị trường bao năm cũng vậy thôi, thì sau những cú giảm rồi sẽ có những cú hồi phục rất là chóng vánh 4 đến 50 điểm mà anh chị em mình có thể không thể kịp đua được, rồi lại như chưa hề có cuộc chia ly ngay ấy. Mà thị trường nó giảm khốc liệt vậy thôi nhưng mà chỉ cần có những phiên mà tăng lại 3 đến 40 điểm là anh chị em mình lại quên hết thương đau mà. Cho anh xin DigiWall mua dài hạn. DigiWall dài hạn, con này bây giờ nó đang gãy cả MA200 rồi. Thì có thể là cái vùng tiếp theo nó tìm đến là cái vùng lên 48 này, 48 đến 52. Nhưng mà để mua thì anh chị phải đợi theo tín hiệu thị trường, thực sự là thị trường nó có tín hiệu mà quay đầu lại hay không. Còn khi tín hiệu quay đầu thì cổ phiếu này hoàn toàn nó có thể lấy lại được MA200 là quanh cái vùng 50 năm, thì khi đó mình có thể là chấp nhận mua với giá cao hơn cũng được luôn. Thì thị trường nó quay đầu, cổ phiếu có tín hiệu thì khi đó sẽ là điểm mua phù hợp nhất với mình. Còn để mua chiết khấu thì bây giờ thị trường đang như vậy rồi mà nó mất MA200 thì nó không có giá 51 thì mình cũng không nên tham gia vào. Cổ phiếu này cũng chiết khấu khá là nhiều rồi đấy. Nếu mà kịch bản của em, nếu mà em là người mua cổ phiếu này thì em sẽ đợi cho tín hiệu thị trường và con này nó phải lấy lại được trên cái vùng M200 này. Nó phải tích lũy trên cái vùng 55 này thì khi đó mua sẽ hợp lý hơn là nó điều chỉnh quá sâu. Kênh đánh bạc hợp lý, có kẻ cười người khóc. Thì thị trường chứng khoán thì mấy chục năm nay thì nó vẫn tồn tại vậy thôi. Quy luật thị trường là như thế thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư có lãi, thì những anh chị em là mà theo lâu rồi có những phương pháp đánh cho mình hợp lý rồi mình chấp nhận ra vào thời điểm mà cắt lỗ, thì có thể là những cái khoản lỗ đó chỉ là lỗ trong ngắn hạn, thì khi thị trường hồi phục lên thì hoàn toàn là với những phương pháp mình đã tích lũy rồi, những kinh nghiệm của thị trường mình có thể là lấy lại được. Còn thị trường mà đã đi xuống rồi thì rất ít có nhà đầu tư mình có thể là có lãi được. Đề nghị em Hảo là chỉ được mặc áo theo các màu chứng khoán theo quy định nha. Hôm nay em Hảo mặc áo màu vàng nghĩa là muốn thị trường nó hồi phục, nó ngừng rơi đấy. Hảo Hảo bữa để background màu tím còn ngon, nay nhìn màu tham chiếu rồi. SSI mua được ở giá nào em ơi? SSI là thế em, là mình chờ mua ở vùng 32 đi. 32 đó đây là vùng trung hạn, vùng MA200 luôn, giao găm 1/29 luôn. Bây giờ đang là 34 rồi. Về đến 32 thì 4-5% nữa.
VCI về giá làm bắt được các em. VCI sáng nay cũng chạm về 43.6 những cổ phiếu chứng khoán hầu như là quay lại hết cái nền tăng giá của nó trước đó. Những cái điểm mua mà mình có nhiều tiền đấy, mình có thể giải mua những cái vùng nền từ 42 đến 43. Thế mà những cổ phiếu chứng khoán này sau khi thị trường hồi phục thì những cổ phiếu này sẽ hồi phục gọi là mạnh mẽ nhất thị trường. Hầu như những phiên hồi phục thì những cổ phiếu chứng khoán đều cho chúng ta những cái phiên tím, thì ít nhất là mình có thể là ăn được những cái nhịp hồi. Giảm khối lượng thấp thế này chắc chiều lại đạt tiếp rồi. Em đang kỳ vọng là chiều nó cho nhịp hồi đây, còn đạt khả năng thể để sau một vài phiên nữa đạt thì có thể là nó nhân đạo hơn, còn đạt luôn bây giờ cũng rất là khốc liệt luôn. Thì mình đợi xem là phiên chiều nay sau những cái khung giờ hoàng đạo như là 2 giờ thì liệu thị trường nó đạt hay không. Nếu mà nó tiếp tục đạt với những cái vốn lớn thì rất khả năng là thường người ta tiếp tục giảm điểm. Xin điểm bán FRT. Anh chị em này đã cầm được những cổ phiếu như FRT thì bây giờ hoàn toàn là mình có thể là thoát ra được rồi, nhưng nó chưa gãy cái nền này. Còn để nó đang khách sạn là vùng 146 đấy, nhưng không biết nó hút được lên không, cũng rất là khó. Nhưng theo em nghĩ là mình muốn thoát FRT là mình cũng có lãi rồi, cổ phiếu này chạy khá là nhiều rồi, thì cũng đến lúc là nó phải nghỉ ngơi rồi. AGR về giá nào bắt được em ơi? AGR cái vùng hỗ trợ MA200 rồi giao găm 129 ở vùng 17, quanh 17 sẽ phù hợp bắt với anh chị em mình mà đang nắm giữ tiền mặt hơn là anh chị em mình đang nắm giữ cổ phiếu mà cơ cấu qua nhé. Anh chị còn 3 phút nữa nha, là chúng ta lại tới một khung giờ đóng nến 15 phút anh chị, 10 giờ 45 thì đây cũng là khung giờ mà hay có những diễn biến rất là khó khăn anh chị, bởi vì thực tế là ở đây chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu mid cap có mức giảm bây giờ đang lên tới khá khá đấy anh chị, cũng không ít đâu đúng không ạ? Thì thông thường là nó sẽ nhả lại cho khoảng 5 đến 7%. Đấy là những cổ phiếu cơ bản và những cổ phiếu khỏe anh chị nha. Còn cổ phiếu nào yếu quá ấy, thì nó sẽ không không thể hồi phục được theo thị trường, nó vẫn lẹt đẹt như vậy. Nhưng khi thị trường có thêm một pha ép bán là nó cũng sẽ giảm theo. Và đấy sẽ là thời điểm mà thị trường ở đâu thanh khoản ra rất là lớn. Ngày hôm nay chị thấy là thanh khoản thì đến khung giờ hiện tại đang được đó là em xem trên sàn 7.300 tỷ, tức là duy trì hết phiên buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ rơi vào tầm 12.000 tỷ. Thì với mức thanh khoản như vậy là chưa đủ để bán ra nha. Nhà đầu tư cũng không bán ra đâu. Thế là nó sẽ có một pha ép nữa đấy, thì hãy sẵn sàng tinh thần đi anh chị. Ấy pha cuối cùng đó nó sẽ diễn ra, nhưng mà trước khi diễn ra pha đó thì bây giờ sẽ cho anh chị đầu tư một nhịp hồi phục anh chị. Bây giờ lúc tăng thì nó cũng thế, mà lúc giảm thì nó cũng phải ngược lại. Lúc tăng thì không thể cản nhiều đầu tư mua được. Bây giờ lúc giảm thì cũng không thể cản nhiều đầu tư bán. Nó sẽ là một cái vòng như vậy. Thì bây giờ chính anh chị đầu tư có thể nhìn ra xem là mình có chịu đựng được cái mức ép bán trong khung thời gian sắp tới hay không. Vì đoạn này là nó hồi, nó có thể là không hồi được như kỳ vọng đâu. Đấy, lên được gần gần những cái mức giá đó thôi là nó đã quay đầu rồi, mà bán không chờ trước là lại không khớp được. Thì theo em là đây không phải là thời điểm mà anh chị đầu tư căn ke giá nhé. Đấy chị ạ. Cái quan trọng đấy là tài khoản của mình đưa về được tỷ trọng bao nhiêu tiền rồi. Thông thường trước kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 thì người ta cũng không có quá mạnh mẽ vào việc đó là
nhiều tiền đổ vào để ngâm ở đó đâu. Trong bối cảnh chiến sự như thế này thì đùng cái nghỉ vài ngày, trong khoảng 4 5 ngày nghỉ lễ đó hai ông lôi nhau ra bắn nhau thì có phải là mình rất là lo sợ không anh chị? Thế đây là thông thường người ta sẽ không có để nhiều vốn ở thời điểm đó anh chị. Còn câu chuyện mà em chia sẻ với chị đầu tư đó là có thể tăng vốn vào thời điểm ngày 22 tháng 4, tức là thứ hai tuần sau ấy, thì em tin đó là ngày mà thị trường của chúng ta sẽ có một pha hồi phục ngắn hạn. Nhưng mà bơm vốn là để đấy thôi chứ chưa chắc là mình sẽ múc đâu anh chị nha. Không rồi, tức là cái câu chuyện con số ngày đó là em đã chia sẻ với anh chị từ rất lâu rồi. Mình tính trước là như thế thôi, nhưng mà đến cuối cùng á, theo diễn biến thị trường như này thì lực bán nó chưa đủ nên là sẽ không có đáy được ạ. Lưu ý anh chị ha. Bao giờ lực bán nó mạnh lắm, nhà đầu tư không thể chịu được được nữa, 10 câu hỏi thì 9 câu hỏi là hỏi bán, thì lúc đấy mới là có đáy anh chị ạ. Thì xác định tinh thần trước như vậy đi anh chị nha. Bây giờ anh chị mà có lãi thì anh chị cứ, trước mắt là anh chị cứ thu tiền đi đã. Bởi vì chúng ta không biết được đâu là cổ phiếu khỏe trong nhịp tới đâu. Thật tế là nó sẽ phân hóa rất là nhiều. Đừng tin là những cổ phiếu bây giờ đang khỏe là nó không giảm bù nhá. Đến lúc nó giảm bù mới dã man đấy anh chị. Đợi mãi không thấy hồi để bán nào ơi. Đó chị. Thế mi khuyếp chứ. Đây là những phiên đầu tiên mà. Những phiên đầu tiên thì nó lại không kịp cho bán vì nó giảm sàn nhanh quá. Đấy gọi là trắng bên mua đó, bán ATC nó không khớp luôn anh chị. Đấy là phiên đầu tiên nhỉ. Cái này là sự thật. Còn nhà đầu tư nào mà muốn bán thì thực tế là phải giải ra và chạy trước, phải tính bằng tuần anh chị ha. Tính bằng tuần thì mới giảm, mới gọi là giảm bớt được thiệt hại. Chứ còn đến khi mà giảm rồi thì cố gắng vất vát mà còn không nổi đây này anh chị này. Thực sự nha, những anh chị đầu tư nào mà khách hàng của em thì sẽ biết rằng là chúng ta xác định tinh thần bán và chạy khá là lâu. Thậm chí em đã có những cái câu nốt như là em sẽ báo clear tài khoản bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái hôm bữa đó em lại đi khám bệnh anh chị. Thế là em lại không ở nhà được, em không có cái giá chính xác cho anh chị đầu tư. Nhưng em chia sẻ về câu chuyện đó là mất mốc 1258 và mô hình hòn đảo cô đơn anh chị ạ. Thì khơi những cái đó xảy ra thì nó sẽ giảm rất là mạnh. Và mức lỗ trong vòng 5% mà không quản trị thì sau đấy là càng lúc nó càng khó xử luôn. Và bây giờ thực sự cũng là ở thời điểm khó xử đây này anh chị này. Vì bán lúc này thì vẫn có thể là sau này sẽ thấy mức lỗ cao hơn ấy. Nhưng mà không bán thì nó lại có cơ hội hồi phục ngay. Nó hồi, đến lúc nó hồi phục nó cũng nhanh lắm anh chị. Nhưng có thể quay đầu về tham chiếu sau đấy xanh lên luôn. Nhưng mà chưa có đáy. Thì hãy duy trì tỷ trọng của mình thật là thấp thôi, là giao cổ phiếu về cái mức mà thấp 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 nhất vào. Đừng 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 múc mạnh dạn thôi, đi đầu đoạn này là khổ lắm. Bơm vốn là phải múc chứ bơm vốn không múc thì bơm làm gì? Quan trọng là anh chị đầu tư phải nhìn thấy trước là nó sẽ có khả năng bán và giữ được tiền lại ấy, để sắp tới này có tiền mà bơm. Chứ còn cứ gấp thép lên thì không đủ tiền được anh chị ha. Trời, DCH này giảm 4%, làm gì có mã nào khỏe nào. Vào T cộng nhanh nhanh cũng phải né luôn. Khiếp khủng. Thị trường bắt đầu quay lại giảm điểm rồi. Dự đoán là đang call đợt 1. 10h45, 10h30 đấy anh chị. 10h30 call không được là bắt đầu bán. Mình không bán để công ty chứng khoán bán hộ cũng khiếp hơn. HAG đi 5% về giá 11. Sắp tới anh chị mà bắt thì anh chị đừng ưu tiên HAG làm gì. Đó, ví dụ nó lâu lâu nó mới có một con sóng và nó cũng đạt được rồi. Hôm qua ép bán.
Federal sẽ làm sao? Hai cổ phiếu chứng khoán sàn. Ồ, chắc là đúng là đang quay trở lại khung giờ Comerzin đấy chị. Dow Jones Future bay 400 điểm thì bước vào nhịp đao chen mà chị, nên là các cái pha hồi này nó đều là hồi nhân đạo thôi, còn sau đấy càng về lúc cuối nó càng giảm mạnh hơn. Anh tài khoản SD à, vậy anh có thể là liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình anh nha. CTS sàn không có mã nào là giữ này nổi mà. IDI giữ trung hạn giá 12 được không? Thôi chị, tầm giờ mà giữ trung hạn thì có nhiều mã ngon hơn mà. Theo em thì em sẽ không ưu tiên lựa chọn IDI nhé. Còn anh chị thấy không ạ? Bây giờ cái câu chuyện trung hạn thì nó rất là vô biên luôn. Bữa giờ chúng ta nhà đầu tư nào tính là trung hạn nhưng mà thấy giảm 20% thì trung hạn cũng rất là thiệt hại rồi. Thế thì thị trường có đáy đi rồi chúng ta trung hạn anh chị nhé. Bán đô kìm không được lại nâng lãi suất. Đấy, trước mắt là sẽ sử dụng phương pháp bán đô trước, chắc là trong 1-2 tuần để xem hiệu quả như thế nào. Có lẽ sắp chiến tranh rồi, hai nước mang hạt nhân ra thì mệt. Và chuyện này thì chúng ta cũng thật sự không thể kiểm soát được luôn, không biết được anh chị. Không biết được là về các bên thì ta sẽ làm thế nào. Ôi trời ơi, giảm dữ dội anh chị. 4-5% rồi. DGC vào mới giá nào? Anh muốn vào mới ạ. Bây giờ thì nó cũng không cố định một giá nào đâu, bởi vì bữa giờ anh chị đầu tư chứng kiến là rất nhiều cổ phiếu về tới hỗ trợ nhưng mà nó phá luôn hỗ trợ mà. Thì ngay chỗ này nhá là hỗ trợ giao găm của DGC, nhưng vấn đề đặt ra nó là đang ở bên đây chị, vẽ như một cái vẽ như cái sườn dốc thôi đúng không? Thì bên này là bên phải sườn dốc thì mua đu đỉnh xong thì hôm sau có đỉnh cao hơn, nhưng mà bên này á, mua đáy xong thì hôm sau có đáy thấp hơn. Đấy, nên là trong cái sườn bên này thì bắt buộc phải chờ tín hiệu thị trường chung xem là nó tạo đáy ở đâu, rồi lúc đó anh chị sẽ có giá của cổ phiếu. DGC thì chúng ta có các mốc, đó là vùng hiện tại là 109, xuống dưới này thì có thể là 102. Khi mà cổ phiếu DGC này ở vùng giá 120 thì thực sự là để nghĩ là có thể về được giá 100 thì đâu đó là giảm 20 giá, thì nhà đầu tư sẽ cũng cảm thấy không chờ được anh ạ. Nhưng mà cứ chỉ trong một thời gian ngắn thôi là đã quay trở về hết. Thế thì mình có một cái điều mình nhận ra trong thị trường này, đó là thử thách sự kiên nhẫn chờ đợi của anh chị đầu tư. Cổ phiếu thì cảm tưởng như không thể mua được ở mức giá đó, nhưng mà rất nhanh thôi nó lại quay trở về. Đấy chưa? Xem là lực bán có trào ra mạnh không anh chị nhé. Mình nhìn những cái tốc độ khớp lệnh một chút thì sẽ theo dõi được. Quyết luôn đấy chị. Sao rồi anh chị? Đúng là phải nhận chân ngắn rồi, chứ không thì những pha như này không chạy nổi anh chị ha. Quá trời. Có khi nào index giảm một lần luôn không ta? Không, thực ra là không đoán được đáy của thị trường mới đoán được đáy của cổ phiếu đâu anh chị. Nếu về đến đâu thì dừng tại đâu thì chúng ta biết tại đó thôi. À, chị Thủy Nguyên, em có tài khoản TCBS rồi nha. Chị có thể liên hệ với em ạ. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này thì chúng ta thật sự là cũng không có, bây giờ
bán thì đúng là không chia ra thì không ra được hàng, mà căn ke một tí thì cũng vẫn là không ra được hàng. Hay ui lát 10% này anh chị, cổ phiếu nào biên độ lớn bây giờ dã man con ngan luôn. Nhóm chứng khoán là nhiều cổ phiếu không giảm sàn nữa rồi. Anh chị thấy như VND này, mức giảm bây giờ chỉ còn 2,5%. Vậy là đâu đó mức chiết khấu của những cổ phiếu này cũng đã đến giai đoạn mà chậm lại cái đà giảm rồi á. Ông VND thì ông giảm bao nhiêu rồi? Ôi dồi ôi, mở đồ thị to quá nhìn hết hồn. Từ đây xuống tới đây 24%. Tăng một chu kỳ thì được 25%, thì giảm một chu kỳ nó cũng tầm đó thôi nhỉ. Đến tầm đó, nhưng mà khi múc lại thì đừng múc những cổ phiếu này. Nó không có cơ hội tăng giá mạnh đâu. Tại sao APG bây giờ giảm sàn? Bởi vì nó giảm bù anh chị nhá. APG bây giờ giảm sàn do giảm bù, tính từ đỉnh APG 16 phần 16 xuống đến đây mới giảm có 15% thôi. Nên là APG còn đi tiếp. Còn những cổ phiếu nào giảm trước rồi thì thôi. Đấy, chứng khoán BVS mã con gái đánh đây anh ấy. Từ chốt vùng 37 này xuống đến đây là nó cũng rơi vào 16% rồi. Thì đây vẫn chưa phải là đáy của cổ phiếu đâu, nó còn rơi tiếp xuống đây đấy anh chị. Đấy thì anh chị cũng chia sẻ thật với anh chị là mình cũng thoát được hàng khá nhiều cổ phiếu, nhưng mà cuối cùng chứng khoán thì mình vẫn còn kẹp nha. Mà anh chị biết mình đánh bao nhiêu cổ phiếu chứng khoán, mình bán được lợi nhuận rất là cao rồi mà cuối cùng vẫn còn kẹp lại một ít. Thì không biết là những anh chị đầu tư nào giai đoạn vừa qua full margin lệch sóng thì nó còn lỗ hơn nữa với chị. Đầu tư chứng khoán 95% thua lỗ là thật quá. Bây giờ làm sao để những anh chị nhà đầu tư nào mới vào thị trường, mình phải làm tư tưởng cho anh chị luôn. Đó là anh chị phải trải qua hết một chu kỳ của thị trường và anh chị phải có sự kiên nhẫn. Cũng như là ghìm lòng trước những sự gọi như là rụ rê của thị trường. Nó sẽ đánh cho anh chị phải móc tiền trong túi ra. Cuối cùng là móc ra xong và nó lấy luôn ấy. Anh Lê Hồng Sơn anh không thấy đâu nhỉ? Anh Sơn anh ấy bán hết rồi anh chị. Anh bán hết, anh đi mua vàng đấy. Đánh kinh lắm. Nên là nhiều khi trên livestream anh comment vậy thôi, nhưng mà giờ ta là một người mà đầu tư thật và có kiến thức xã hội đấy anh chị. Thứ bảy nghỉ mà Israel nã vào Iran trả đũa thì mệt ngồi chơi đã. Sợ anh chị ha, cái này chiến tranh thì mình không biết được. Bây giờ chính các nước đấy người ta cũng còn không biết nữa cơ. Thế thì em nghĩ rằng là trong cái kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này anh chị nhé, anh chị cũng đừng bơm vốn ngay. Bởi vì trong những ngày đó chúng ta không thể kiểm soát được thị trường nó đi như thế nào. Đấy. Toang rồi Hảo ơi. Chiến tranh Trung Đông lan rộng. Ý là trong thị trường chứng khoán đấy anh chị, là mình cảm thấy rằng mình không giỏi, mình không chiến thắng được thị trường thì mình nên nhường đoạn khó cho những nhà đầu tư giỏi hơn, hoặc là mình lựa chọn cách là đi vốn nhỏ lại và mình đặt cược một cái tỷ trọng nào đấy nó mình chấp nhận được thôi. Và chúng ta đang thấy một sự hồi phục nhẹ nhàng trở lại anh chị nhé, hồi phục nhẹ nhàng đấy, 1175 này. Đó, nhìn nhìn thị trường là mình thấy sự hồi phục này cũng không có giá mà cho ra hàng ấy chị em. Như ông PVC này chị nhá, bây giờ có giá 14.5, tính ra thì nó không giảm sâu thêm, nhưng mà để mà ra được giá tốt thì nó cũng chưa phải quá tốt đấy. Quanh vùng chỗ này rồi thì đó đều có cơ hội hồi phục lên hết. Giả sử nó lên được tầm đâu đó 15.4, 15.5 chỗ này thì ngon lành cành đào luôn này anh chị, là một phát ra được hàng hết luôn. Thì chỗ này nó em thấy là nó cũng không cách nhiều nữa đâu. Đúng. Về bên dưới này, phá bên dưới thì bán. Còn nếu không thì sẽ chờ hồi phục. Mà chờ hồi phục thì phải theo thị trường thôi, lúc nào có cầu vào mới nổi anh chị.
Nếu mà anh chị nào mà có tính đến việc T0 thì chắc tầm giờ phải đặt giá giảm 6 đến 7%. Mà những cổ phiếu trong bối cảnh này giảm 6 7% thì lại là cổ phiếu giảm bù hoặc là cổ phiếu quá yếu. Thì để lựa chọn cổ phiếu xác suất thắng thì khó lắm anh chị. Nam Long về dưới 30 không anh em ơi? Nam Long. Sáu 30 à? Dưới 30 thì chắc hơi khó. Nhưng mà nếu tầm quanh quanh 32 thì chắc có. Thế là giảm là gãy gãy mất cả MA200 rồi. Từ cổ phiếu khỏe thành cổ phiếu yếu. Thì về những vùng đáy đáy này đáy 1080 là quanh vùng 32 rồi này. Thì nếu mà VN-Index của mình về 1080 thì con này nó cũng về đến vùng tầm 32. Ôi trời ơi, TPG giảm sàn. Nhìn ngon nghẻ thôi. Ngon nghẻ dữ ta. À, giờ thì anh chị à. Như TPG nha, giá sàn ngày hôm nay ấy. Tối thiểu những cổ phiếu này nó cần phải thời gian cân bằng lại, tức là đi sideways trong một vài phiên. Sideways. Hoặc là cổ phiếu vẫn sẽ cắm xuống đúng những vùng chân sóng của cổ phiếu 40.3 anh chị em. Có lại giá đấy thì sẽ em sẵn sàng bơm vốn và làm một vòng mới luôn anh chị. Còn kịch bản đối với thị trường thì đâu đó cái con số mà 1176 anh chị nhé. Thì trước phiên giao dịch em cũng chia sẻ với anh chị rồi, nó không phải cái gì lạ lẫm đâu, nó là MA200. Thì trung bình 200 ngày sẽ là mốc mà thị trường có phản ứng. Anh chị cứ yên tâm một điều đó. Có thể trong phiên chúng ta sẽ hoảng loạn, chúng ta sẽ sợ hãi thôi, nhưng mà cái quy luật rồi. Tại vùng đó nó sẽ có phản ứng và nó sẽ có những pha rung lắc, kể cả quét qua đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hồi phục trở lại. Cho nên là ngay tại giá này nếu mà chưa có sự hồi phục thì mình sẽ không đem hàng cuối cùng ra bán ở đây nữa anh chị. Đấy. Nhưng mà cũng phải quan trọng là tỷ trọng của nhà đầu tư bao nhiêu nữa cơ. Bây giờ mà vẫn cầm căng thì anh chị thấy đâu đó có những cổ phiếu nó không giảm thêm nữa rồi nè. Nhóm thép này thì cũng cẩn thận đấy, ôi nó chưa giảm bù thôi nhá, cũng cẩn thận. Tốt nhất là đừng kỳ vọng quá cao vào một nhóm nào ngay thời điểm hiện tại này. Nhóm chứng khoán thì thấy là những cổ phiếu nào giảm bù giảm sau thì nó giảm mạnh thôi. Còn các cổ phiếu mà đã giảm rồi, đã giảm chiết khấu người ta tới 20% rồi thì giờ cũng chỉ cắt tiết thêm khoảng 3-4% nữa là nó sẽ vòng lại chị nhé. Thì lúc mà hoảng loạn này thôi chị đừng đừng hoạt bán nữa, từ từ rồi nó hồi hồi lên một tí em sẽ hướng dẫn anh chị chia các cái mốc giá để anh chị ra được hàng chị ha. Chiến tranh thế giới thứ ba là thiên nga đen đao chen luôn.
Nó downtrend rồi anh chị, nó downtrend khi mà mất đi vùng 1258 luôn rồi. Đấy là giới hạn để chấm dứt cái đà tăng, cứ mất 1258 nó sẽ chuyển xấu mà. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy 1258 xuống từ bây giờ nó cũng đi thêm điểm thì ít nhưng mà phần trăm thì đi rất là nhiều. Hảo kẹp nhưng tỷ trọng còn bao nhiêu phần trăm cổ vậy em? Em thì thực tế là em không còn nhiều đâu anh chị, nhưng mà số tiền thì nó nhiều nên là tính chung quy đã, bây giờ mình tính rồi anh chị. Tiền trong thị trường nó hiển thị ở trên tài khoản thì chưa chắc đã là phải tiền của mình, nên là mình đều quy ra là tháng lương của dân văn phòng hết anh chị nha. Mình đều quy về đó là 10 triệu một tháng. Thế nên là mình thấy là cũng không ít. Thế nên là, anh chị, dù số tiền lớn hay số tiền bé nha, nhưng mà anh chị cũng phải quy ra phần trăm. Chiến tranh rồi, Hảo cập nhật tin tức đi. Tới qua hai nước bắt đầu tham chiến. Vì mình không 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 bàn luận sâu anh chị. Nhưng mà đấy là những chuyện mà thế giới người ta còn đang đỏ rực kìa anh chị kìa. Có hồi không hồi nổi là vật ra. Ngày xưa Israel với Iran từng là những người cũng từng có thời gian rất là thân thiết và là đồng minh luôn. Nhưng mà sau chiến tranh Hồi giáo thì sẽ quay trở ra là chiến tranh Hồi giáo năm bao nhiêu nhỉ? Hôm bữa này em còn ghi chép lại mà. Quay. Sau cách mạng Hồi giáo, Iran trở thành thù địch với nhau từ năm 1979. Iran có thế mạnh về địa lý, có khả năng làm tê liệt eo biển Hormuz, làm tê liệt các nước ở khu vực châu Âu, ngăn chặn 30% sản lượng dầu thô vận chuyển qua đây. Ê trời. Không, chị nhìn về chỉ số này quanh 1176 nó vẫn có phản ứng kìa. Nó vẫn vẫn có phản ứng đối với chỉ số chung thôi, còn cổ phiếu mình thấy chả hồi được mấy. Nhá. Cổ phiếu chưa có hồi được mấy luôn. Vứt mấy cái nến vào sọt rác đi nhé, lái nó đánh dã man. Theo anh chị thì vùng nào thì thị trường nó có thể tạo đáy? Anh chị có thể comment cho em một con số được không? Để em về 1150 và mốc là vừa. 1150 thực ra là cũng không còn bao xa đâu. 26 điểm nữa thôi. 26 42. Hôm nay giảm 42 nữa là về đúng 1150. DIG giá bao nhiêu mua được em ơi? DIG đang từ khỏe thành về lại cái nền giá của nó rồi. Thì mua ở vùng 26.5 ấy, MA200 rồi giao găm là vùng này em nghĩ là hoàn toàn có thể mua được. Mua tham gia trước một phần. Ít ít hay nhiều thì chắc mình cũng phải ăn được một cái nhịp hồi của con này khoảng một cái tím. Bây giờ là cách cái mức hiện tại là khoảng 5% nữa thôi. Em vừa vào Novaland Owin giúp em với, em cảm ơn. Đấy, bây giờ anh chị vào rồi thì còn nếu anh chị vào rồi thì cũng hy vọng là cổ phiếu này có thể tạo đáy ở đây và đi lên để anh chị em mình có những nhịp chốt lãi trong những cái đợt phục hồi của thị trường. Còn hiện nay cổ phiếu này đã gãy hết cái hỗ trợ rồi,
nó chỉ còn cái vùng lền đáy của nó là quanh 13, 14 thôi. Không không, em tin là không biết đáy ở đâu đâu anh chị. Bao giờ cũng thế, nó cứ qua đáy mới biết được là đáy. Và thường là sau khi có đáy nha, là sẽ có một vùng cân bằng. Thì vùng cân bằng đó sẽ xác định được là cơ hội tạo đáy ở đâu. Có thể anh chị vào chậm hơn một chút nha, nhưng mà anh chị vào tiền to hơn và tỷ trọng lớn hơn thì cái tốc độ và khả năng kiếm tiền được nó vẫn sẽ cao hơn. So với lại có những nhà đầu tư người ta bắt trúng đáy thật đấy, nhưng mà người ta chỉ ăn được có tí mà anh chị, không đáng bao nhiêu đâu. Còn những nhà đầu tư xác định được chen và sóng ấy, thì người ta ăn khoảng 20% là cơ hội chiến thắng cao hơn. Anh chị thấy nhiều khi nắm giữ nguyên tháng 12, tháng 1, tháng 2, đầu tư hỏi sao không bán, thì bây giờ cái list nó dài ra, cổ phiếu nào cũng có, gần như cũng có lãi chị. Đến lúc bán thì phải cơ cấu hết, tỉa 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 bán bao nhiêu luôn. Bây giờ thì thôi đừng đoán đáy, đoán không nổi đâu. Trước mắt là có những phản ứng tại vùng 1176 này đã là sự tích cực rồi đấy. Còn không biết là hồi được bao nhiêu anh chị nhá. Chúng ta kỳ vọng là lên những con số 88 với lại 92. Đấy là những con số vàng trong các khung đồ thị nhỏ. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay chỉ lên được đâu đó 87 chấm mấy thôi ấy. Không lên nổi 88 luôn. Vượt được qua những vùng đấy thì mới có cơ. Thế này thì chiều nay cũng khó anh chị ha. Khách sạn thì có đấy, nhưng mà lực cầu không có thì không bao giờ vào. Anh chị rút kinh nghiệm trong những năm ngay gần đây nhất, đấy là tháng 8 năm ngoái chưa anh chị? Mặc dù là có mất cân bằng, có khách sạn, nhưng mà cuối cùng ấy là tiền người ta không chấp nhận vào, thì cũng chẳng có tăng giá, chẳng có vào khách sạn được, và khách sạn không có tiền ấy anh chị. Đó chính là cái câu chuyện mà năm ngoái anh chị nào trải qua rồi thì anh chị sẽ chứng kiến. Có tiền thì nhớ là kìm lại tí anh chị ha. Giờ người ta chỉ lo đến là xử lý lại cái lượng hàng cũ thôi anh chị. Khi nào nhìn thấy cơ hội thì có thể là anh chị chưa 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 trải qua những cái pha mà thị trường nó cắm đầu mà không biết đáy. Cầm tiền ra chợ sớm là cuối cùng là lại hết tiền đấy. Chiều bán đối với HH vùng 39.2 hoặc là 39 hoặc là 38.5 cũng được. Muốn ra hàng thì đấy là những giá có thể ra hàng. 38.3 là vùng kẹp hàng rất là nhiều. Nên là ngay giá 38.3 mình thấy là đã khó vượt qua rồi. ACB 28 có nên cơ cấu lại không ạ? Ngân hàng ACB. Lại về chất lượng tài sản thì không ai dám chê, nhưng mà thị trường rơi thì rơi hết, thì theo mình là nên bán nha. ACB còn rơi đấy, rơi như này thì chưa hết nhịp đâu anh chị. Bao giờ cũng thế, khi bọn nó gãy khỏi những cái vùng nền tích lũy này rồi, có những pha hồi phục trở lại là test thôi anh chị, sau đấy là cắm tiếp xuống ấy. Thì những giá có thể ra đối với ACB đó là 26.8, 27.1, những vùng đó anh chị có thể ra hàng đi nha. Đây là nó hay đi cái kiểu như này anh chị này, từ trên đỉnh này xuống một nhịp này, sau đó hồi phục lên được này, sau đấy nó sẽ có một pha là cắm tiếp cho chị nhé. Đấy thì minh họa cho anh chị một số cổ phiếu để anh chị biết là các cổ phiếu của mình nó sẽ như thế nào. Đấy, có một pha hồi phục lên xong nó cắm tiếp một nhịp này, thì cái nhịp cuối cùng đấy phải nói với chị đầu tư là thật sự rất là khó chịu và rất là khó để giữ được hàng ấy. Với chỉ số VN-Index cũng vậy, nó đi y chang đấy. Pha đầu tiên giảm xuống này, chưa? Sau đó hồi phục lên này. Hồi phục lên xong lại cắm tiếp một pha này. Cắm tiếp một pha thì hồi phục lên cắm phát nữa thì mới hết nhịp. Thì có phải là giống y như những gì mà thực ra tính ý, tính thì nó phải rơi vào thứ tư, nhưng mà cuối cùng thứ hai nữa giảm luôn rồi chị. Có anh chị đầu tư nào mà trải qua thị trường chứng khoán của chúng ta ở trong giai đoạn năm 2018 không anh chị? Đó cũng là giai đoạn mà liên quan đến chiến sự ấy. Anh chị có nhớ có anh chị nào ở đây mà tham gia thị trường lâu năm và qua nhiều chu kỳ rồi, qua cả cái thời điểm chiến tranh đó rồi không anh chị? Thì anh chị có thể chia sẻ lại ở đây cho anh chị đầu tư mới tham gia thị trường
những cái cảm nhận về giai đoạn đó anh chị nhá. Nó là không đoán được đáy luôn, vì khi có chiến tranh rồi thì đây là những tài sản rủi ro, người ta sẽ không nghĩ đến tích đâu ạ. Các ngân hàng thế giới, các nước trên thế giới người ta cũng thu vàng rất là nhiều trong thời gian đầu năm tới giờ. Ok. Đây chị nha, em mở cho chị đầu tư xem về chỉ báo bạch tuộc. Trong khung đồ thị ngày thì nó chưa có tạo đáy, mà khung ngày chưa tạo đáy thì chắc thì chúng ta phải tìm từ những khung nhỏ thôi, khung giờ, khung 30 phút, khung 15 phút, xem có khung nào cơ hội tạo đáy hay chưa. Với khung đồ thị giờ là đã có một lần tạo đáy anh chị, đó là vào buổi chiều ngày thứ tư trước kỳ nghỉ lễ của chúng ta ấy, là có một pha hồi phục lên được, nhưng mà hồi phục rất là nhẹ, không về được hết khách sạn đâu, chỉ về được một nửa đường thôi là đã quay đầu vùng 1220, và từ 1220 đó lại cắm tiếp chỗ này, thì bây giờ nó chưa tạo đáy tiếp anh chị nha. Khung khung nhỏ hơn nữa là 30 phút cũng chưa tạo đáy luôn. Thế là hôm nay là chưa có cái đáy nào hết anh chị. Chỉ có một vùng đó là MA200 là đang có những phản ứng cố gắng tại đó thôi. Giờ nằm yên chờ thở. Thôi, tài khoản nó phải có nhiều tiền thì mới nằm yên được anh chị. Chứ còn nếu mà vẫn còn nhiều cổ phiếu nha, là phải lo xử lý tài khoản của mình đấy. Phá đáy buổi sáng ngày hôm nay anh chị, 1172 rồi, vậy là phá đáy buổi sáng nha. Quá trời. Thục luôn cả MA200 rồi. Thông thường là vậy đây anh chị, thị trường giảm 4 viên hơn 100 điểm kiểu gì cũng có phiên xanh. Thì có thể là phiên xanh nó xuất hiện sau một phiên đỏ nặng nữa anh chị nhé. Đây chị nhìn lại ở trong cái giai đoạn tháng 8 năm ngoái thôi cũng giảm rất là khốc liệt. Từ 1250 mà về tới đâu đó là 1100, tức là giảm 150 điểm mới có phiên xanh. Thì trước khi phiên xanh đó thì vẫn là một phiên đỏ rồi mới có xanh tiếp này. Thì cơ bản là đợt này nó lại còn kèm thêm một cái đó là neo ở vùng này nhiều quá, nên là số lượng nhà đầu tư đu ở vùng này cũng nhiều anh chị. Đấy, một cái nền giá tích lũy, cơ hội để vượt lên tiếp mà cuối cùng là nó gãy xuống, thì số lượng nhà đầu tư kẹp ở chỗ này đang nhiều. Và anh chị thấy quả volume theo chiều ngang này chuẩn chưa? Em bảo anh chị rồi, đó là vùng 1205 ấy. Đó là vùng mà nó chưa kịp xây volume ở đây nên là nó trôi qua nhanh lắm.
thủng 1205 cái về luôn 118, 1160, 170 nhá anh chị. Thì volume chỗ này nó còn chưa kịp xây nên là có lẽ là vùng này ấy, là có lực mà ngày xưa mua bán ở đây cũng đủ rồi anh chị. Nên là mình có niềm tin là ở chỗ này nó mới có cơ hội là chậm lại đây. Đấy, chứ còn cái vùng 1200 chỗ này thì rộng, nên là nó xuyên qua nhanh. Phụ giờ ép bán tiếp luôn. Một 70. Ôi rồi, trời ơi. Giá gần sàn luôn anh chị ơi. Có cổ phiếu nào nó không giảm hơn nữa. Có nhóm thép này là cẩn thận là giữ giá rồi giặc bù ấy anh chị. À không, HPG vậy là cũng giảm rồi. Bây giờ bắt đầu tới những đoạn mà có thể cổ phiếu sẽ giống như HPG này anh chị. Đấy, tức là giảm trước thị trường rồi sau đó là hôm nào cũng thấy giảm nhưng mà phần trăm giảm sẽ không quá thiệt hại kể từ cái giá thấp nhất nữa. Thế thì mình cũng kỳ vọng là thị trường của chúng ta là sẽ có những cái pha mà chững lại được đà giảm như thế này. Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy là đỏ nhưng mà cái giá đỏ đó nó không gây thiệt hại quá nhiều như những phiên đỏ đầu tiên ngày xưa nữa ha. Mới có một nến tuần đỏ mạnh thì lấy đâu ra kỳ vọng thị trường xanh còn phải vài tuần nữa.
cài volume ngang. À, anh chị có thể chọn cái chỉ báo đó là VPVR nhá. Đây, bấm vào cái FX này xong gõ là VPVR thì anh chị sẽ biết được là đâu là giá mà có nhiều nhà đầu tư cùng tàu với mình. Ví dụ như Hòa Phát này chẳng hạn, anh chị nào mua 27, 28 thì ok. Nhưng anh chị nào mua 30 thì đấy là vùng mà hiện tại là chưa có nhiều nhà đầu tư ngồi tại tàu đó. Và cái vùng ngang chỗ này là ít nhà đầu tư thì nó trôi qua rất là mạnh và rất là nhanh. Ê, năm nào cũng thế anh chị, kể cả như năm ngoái, tháng 8 năm ngoái cũng vậy. Chia sẻ với anh chị đầu tư ở những vùng mà thanh khoản nó không lớn ấy, nên nó sẽ trôi qua rất là nhanh. Thì ngay lập tức khi mất mốc nào đó là anh chị phải sẵn sàng luôn. Còn không là cũng khó đấy anh chị nhỉ. Chuẩn bị sàn hết. Căng quá chị ạ. PDR26. Đấy, ví dụ xem PDR bây giờ nó về lại chân sóng này, nó về lại cái vùng mà chị nhìn nhé. Rất nhiều nhà đầu tư có vị thế tại vùng giá 28. Thế nhưng mà 28 này nó lơ lửng này. Sau đấy nó gãy xuống luôn. Thế thì bây giờ chỗ này không có xác nhận được là có phải đáy hay không, bởi vì nó cần phải có một nền tảng tích lũy ở đây xây dựng đủ volume lên. Bao giờ cũng thế, chị cứ phải nhiều người cùng có vị thế, người ta chấp nhận gom hàng tại giá đó thì mới có cơ hội chạy được một pha 20-25% được, còn không chạy được là chịu đấy chị. Ui dù bù luôn ạ. Bắt sàn chưa hay. Ờ, giảm này rồi chiều chắc thị trường chắc cũng không giảm thêm nữa đâu, cổ phiếu cũng gần sàn hết Không, rồi. em cũng không chắc đâu anh chị, không chắc được thị trường ấy đâu, vì các khung đồ thị nhỏ mình không thấy nó có lực cầu nào vào đâu. Đây chị nhìn nhá, bình thường khi nào nó phải có cái dòng tiền đầu cơ vào cơ. Bây giờ chúng ta nhìn với nhau thì phải trên đúng công cụ ấy chị, thì em cũng chia sẻ lại với anh chị trên đúng công cụ thôi. Đáy bày tuộc nó không tạo này, dòng tiền đầu cơ nó cũng không vào, lực cầu không có, thì việc mà trôi về đâu là chúng ta không biết được anh chị ha. Thì anh chị xem tài khoản của mình anh chị nhá, cố gắng là có cái tỷ trọng tiền, mà có tiền thì bó cái số tiền đấy lại một tí, không rồi vào sớm quá lại đi đầu thì hơi hơi phí anh chị ha. Hiện tại anh chị nào còn tiền thì anh chị sẽ nhìn thấy một cái cơ hội, nhưng mà đừng vào sớm, lưu ý cho em. Còn đã mà lỡ kẹp rồi với lại lỡ còn cổ phiếu thì bây giờ phải lo để xử lý thôi, tìm các phương án thị trường này. Ở quanh năm suốt tháng trong các chu kỳ nó đều có những pha như thế này hết anh chị. Giờ nhưng mà năm nay thì thêm một cái nữa là chiến tranh, mà chiến tranh thì là sự kiện mà cũng khó để dự báo, như là kế hoạch tăng vốn dừng lại anh chị nhá. Kế hoạch tăng vốn cuối tháng 4 này, có lẽ là 30 tháng 4 cứ cho nghỉ lễ qua đi xong xuôi đi, xem là có đánh đấm chiến sự như thế nào nữa rồi chúng ta sẽ nghĩ đến việc tăng vốn sau. Còn trước mắt là thị trường gãy như thế này là gãy nặng rồi, sẽ cần thời gian để gom hàng lại, hơi lâu anh chị ạ. Ok, anh chị nghỉ ngơi ăn trưa anh chị nhá, cố gắng là giữ sức khỏe, giữ tinh thần. Rồi thị trường chứng khoán thì cũng như kinh doanh mà, lúc này lúc kia anh chị ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những chương trình tiếp theo anh chị nhá. Anh em sẽ vẫn cố gắng đồng hành với chị, và anh chị có thể đăng ký kênh ITV tham gia vào chương trình buổi trưa cùng với lại anh em ạ. Bye bye anh chị nha. Dạ vâng, xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị ở những phiên livestream tiếp theo ạ. Bye bye.